Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 586, ta liền ầm ĩ. Linh Lợi nói khẽ, lão Vương gia đã đến đây khi dịch bệnh xuất hiện, nhưng hắn không có cách nào chữa trị. Hắn không có cách nào. Thương Mai khẽ giật mình, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không biết chìa khóa vàng là gì? Có lẽ là hắn biết hoặc có thể không biết, nhưng chưa chắc hắn đã nhìn thấy đơn thuốc này, chưa chắc có thể kết luận đây là bệnh hắc tử. Dạ Vương nói, sách y học của Ôn Yến đại phu để lại, rất nhiều điều hắn ta xem không hiểu. Thương Mai hiểu rõ, sách y học của Ôn Yến phần lớn là chữ giản thể, mà lại dùng rất nhiều thuật ngữ y học và phương pháp chẩn đoán bệnh hiện đại, an nhiên lão Vương gia chưa hẳn có thể thông hiểu hết. Người nói mấy ngày nay hắn bỗng nhiên mất tung tích, đây là có chuyện gì? Linh Lợi lắc đầu, chính là chuyện hôm đó ta hỏi hắn về chìa khóa vàng, hắn kinh ngạc một chút, sau đó liền đi, đến nay chưa hề xuất hiện, với lại, ta không tìm thấy hắn, chỉ có thể là hắn tới tìm ta. Nhu Giao tò mò hỏi, Bắc Mạc và Đại Lương quốc rốt cục thế nào? Ta nghe nói, người của Hoàng thất Bắc Mạc đều rất căm hận lão Vương gia, nhưng lúc trước vì sao họ lại đi mời lão Vương gia vậy? Linh Lợi lắc đầu, điều ấy ta cũng không biết. Điều này xem ra là một điều bí ẩn, nhưng bí ẩn này và chuyện trước mắt chẳng liên quan gì đến nhau, kẻ sĩ của mỗi một quốc gia kiểu gì cũng sẽ thấy ngứa mắt lẫn nhau, không nhất thiết phải là chuyện gì đó cụ thể. Nghe nói an nhiên lão Vương gia cũng đi theo, Thương Mai không khỏi yên tâm hơn rất nhiều. Nhu Giao đưa đơn thuốc cho Linh Lợi, người đi gửi cho Cao Đại Hiệp, bảo hắn đưa đến biên thành Đại Chu. Vậy thì ta đi. Linh Lợi nhận đơn thuốc. Đi hai bước bỗng nhiên quay đầu, đúng rồi, Lý Đại Phu bị trói lại kia đã chạy trốn. Chạy trốn, Thương Mai hơi kinh ngạc, trói rồi sao có thể chạy trốn? Một mình hắn bỏ chạy. Đúng vậy, hẳn là có người thả hắn đi, với lại, Tần Châu cũng đã trở về kinh, nghe nói những người Tần Châu mang về chỉ phát 30.000 đi cứu thiên tai, còn lại dùng để phòng ngự kinh đô. Bắt đầu từ hôm qua không đưa lương thực cho vùng bị nạn nữa. Thương Mai có chút nghiền ngẫm, trong mộc trại có người sẽ thả hắn sao? Thật biết điều, mang về 100.000 người, dùng 30.000 người đi cứu nạn và khôi phục lại, được. Nếu như nói có người ẩn núp trong mộc trại, đến bây giờ bỗng nhiên ra tay thả Lý Đại Phu, như vậy chuyện tiếp theo e rằng sẽ là một cuộc vui. Số người chết ở vùng bị thiên tai nhiều như vậy, động đất hư hại nhiều nhà cửa như vậy, 100.000 người quay lại chiều mà lại dùng 30.000 người đi cứu nạn, vậy 70.000 người để phòng ngự cái gì đây? Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được là Hoàng đế Bắc Mạc muốn hành động thì mới có chỗ phòng ngự. Hơn nữa, An công chúa vẫn luôn không có tin tức tốt truyền đến, cô gần như có thể khẳng định Hoàng đế không công bố ôn dịch, cũng không công bố đơn thuốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy ngày nay Thương Mai vẫn luôn rất nặng nề, bởi vì gần như mỗi ngày cô đều đối mặt với bệnh nhân tử vong. Ở trong bầu không khí như thế này, sự đau lòng, xót xa, bất lực tràn ngập lòng cô. Nhưng trong một chớp mắt cô cảm thấy tất cả cảm xúc đều hóa thành một loại, đó chính là phẫn nộ. Được, Thương Mai bỗng nhiên đứng lên, ném mạnh đồ vật, chờ đi, ta sẽ chơi một trận cẩn thận. Ngươi muốn làm gì? Nhu Giao bị cô hù dọa. Linh Lợi, Thương Mai đi đến trước mặt Linh Lợi, nghiêm nghị nói, ta biết ở đây Dạ Vương có một phần thế lực, ngươi cũng có thể điều động người, ngươi truyền tính nghiêm trọng của bệnh dịch hạch ra cho ta và cũng truyền đơn thuốc đi cho ta. Dùng danh dự của Hạ Thương Mai ta. Nói toa thuốc này có thể phòng ngừa bệnh dịch hạch, nếu ai không tin thì đến mộc trại tìm ta. Mặt khác, tin tức quân lương Bắc Mạc bị sét đánh cũng truyền đi, có bao nhiêu xa thì truyền bấy nhiêu xa cho ta, liên hệ với Vương gia, bảo chàng gửi thư cho Tiêu Kiêu, quân đội Đại Chu đồn 20 dặm về phía Bắc Mạc. Linh Lợi và Nhu Giao đều giật mình, Nhu Giao nói, nhưng cứ như thế thì tình cảnh của chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Lão nương cược cái mạng này với hắn, trong mắt Thương Mai bản ra tia hung ác. Đại quân bị áp sát, hắn không dám hành động bởi vì hắn không có lương thảo, tin tức truyền đi hắn không dám giết ta, bởi vì ta có đơn thuốc. Mục đích trấn quốc vương gia giữ đám đại phu rác rưởi này ở bên cạnh ta là gì? Hắn tự liên lạc với Tô Mộc, nói với Tô Mộc cái gọi là giáp tâm của ta, mục đích là gì? Chính là muốn xem ta có thể nghiên cứu ra đơn thuốc hay không, một khi ta có đơn thuốc, hắn sẽ cướp đi, phủ định công lao của ta, chỉ bằng ta trực tiếp đề phòng công bố đơn thuốc trước. Thương Mai, ngươi làm như vậy quá kích động rồi, nếu như cuối cùng ngươi không nghiên cứu chế tạo ra đơn thuốc điều trị ôn dịch thì thanh danh của ngươi sẽ xấu đi, dân chúng Bắc Mạc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhu Giao lo lắng nói. Thương Mai nói, cho nên ta nói ta cược cái mạng này với hắn. Nàng hít thở sâu một hơi, lại nói, với lại,
Một khi những tin tức này truyền ra ngoài, bên lão thất làm việc cũng tiện, chỉ cần phái chủ hòa bên trên dưới đồng lòng thì có thể chiếm thượng phong, cho dù hoàng đế có dã tâm thì cũng sẽ bị quản chế bởi cơn thịnh nộ của phái chủ hòa cùng dân chúng. Nhưng chẳng may cuối cùng ngươi cũng không biết chìa khóa vàng là cái gì thì sao? Linh Lợi hỏi một vấn đề khá quan trọng, hiện tại đơn thuốc khó ở chỗ không biết chìa khóa vàng là gì. Mặc kệ, cái gì cũng mặc kệ, đã muốn ầm ĩ, ta sẽ cùng ầm 70.000 người kia để dành làm gì? Ta đều hiểu, hắn không muốn đưa lương thực cứu trợ thiên tai, không muốn cứu trợ thiên tai nữa, cho nên 70.000 người kia là để phòng bạo động. Hắn muốn hy sinh những người dân này, giữ các binh lính để tiến công ở biên cương. Cho nên ta muốn để đại quân Tiêu Kiêu ép sát trước 20 dặm, hình thành thế uy hiếp. Linh Lợi trầm mặc một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, kiên định nói, được, vậy kệ con mẹ hắn, náo một trận. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Nhu Dao rất lo lắng, nàng ta cảm thấy Thương Mai làm như vậy quá mạo hiểm, điều này tương đương với việc trực tiếp gây ầm với triều đình Bắc Mạc. Nàng ta khuyên nhủ, Thương Mai, ta cảm thấy việc này vẫn nên thận trọng một chút cho thỏa đáng, nếu quả thật xảy ra chuyện, không ai có thể đến giúp chúng ta. Nhu Dao, ngươi sợ sao? Nếu như ngươi sợ, ta sai người đưa ngươi quay về triều trước. Thương Mai nói. Nhu Dao im lặng một chút, sợ thì chắc chắn sợ, dù sao không ai hy vọng chết tha hương nơi xứ lạ, nhưng ta không quay về, ở đây có bệnh nhân của ta, trong lòng ta không coi họ là người Bắc Mạc, trong lòng ta bệnh nhân chính là bệnh nhân. Nếu quả thật xảy ra chuyện, ta sẽ không tiếc mọi thứ để bảo vệ ngươi. Thương Mai nói. Không, không, Nhu Dao lắc đầu, nhìn nàng ta nói, nếu quả thật xảy ra chuyện, ngươi lập tức trốn đi, đừng cứu ai, không có ngươi sẽ không có đơn thuốc. Ta hoàn toàn không có cách nào tìm ra đơn thuốc. Thương Mai vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta, Nhu Dao, thật xin lỗi, trước khi ta quyết định như vậy lại không bàn bạc với các ngươi. Không, Thương Mai, ta biết ngươi cũng nhịn lâu rồi, với tính tình của ngươi đã nên làm khó dễ từ lâu. Giọng nói Thương Mai bao trùm sự thương cảm và đau đớn, ta gây khó dễ không nổi, đây là Bắc Mạc, nhất là bản thân chúng ta cảm thấy mình chỉ là đại phu, nhưng người Bắc Mạc cho rằng chúng ta là người đại chu. Ta vẫn luôn chịu đựng, hy vọng có thể tìm ra đơn thuốc, ta không quan tâm việc để Hoàng đế Bắc Mạc sẽ đưa công lao đơn thuốc về lại cho ta, ta chỉ hy vọng những bệnh nhân này đều có thể tốt lên, ôn dịch sẽ không lan tràn, chỉ hy vọng thật sự có thể ngừng chiến tranh, hy vọng chúng ta có thể trở lại Đại Chu. Trải qua cuộc sống yên ổn chúng ta từng có. Chương 587, bản tướng tin nhầm Mộ Dung Khanh. Linh Lợi dùng bồ câu đưa tin xuống núi không lâu thì Tần Châu Liên đi tới. Tần Châu là người như thế nào chứ? Đại tướng quân của vương triều này, rất được lòng dân. Rất ít người đã từng gặp nàng ta nhưng binh sĩ trong núi lập tức đã nhận ra nàng ta. Dân chúng nghe tin Tần Châu tới đều tới quỳ lạy. Bởi vì Mộc Trại có một bộ phận người thông gia với tam phòng Tần gia, ở Mộc Trại, Tần Châu tồn tại như một thần thoại. Mọi người kính trọng nàng ta hơn cả đương kim hoàng đế. Tần Châu cưỡi trên lưng ngựa, mặc y phục tơ lụa màu đen, tóc buộc gọn. Nước da màu bánh mật, lông mày đen rậm, ánh mắt sắc bén, nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta sinh ra một loại ảo giác rằng nàng ta là nam tử. Nàng ta nhìn xuống một đám dân chúng đang quỳ lạy, nhìn nhà cửa sụp đổ phía sau họ, chậm rãi nói, đứng lên đi, đều đứng lên đi. Dân chúng đứng dậy, vây quanh, từng bước một theo sát, đại tướng quân trở về thật sự là quá tốt. Tần Châu nhìn xung quanh một vòng, không thấy Hạ Thương Mai liền hỏi binh sĩ, Hạ Thương Mai đâu? Binh sĩ kính cẩn trả lời, thưa đại tướng quân, Vương Phi ở trong phòng, để tiểu nhân đi gọi nàng. Tần Châu nhếch môi cười khẩy, không, nàng ta là nhiếp chính Vương Phi của Đại Chu, để bản tướng tự mình đi gặp nàng ta. Lời nói này uy nghiêm đáng sợ khó tả. Thương Mai và Nhu Dao ở trong phòng, từ lúc Linh Lợi đi, các cô lại tiếp tục lật sách. Bây giờ An Nhiên lão vương gia không biết đi đâu, trước mắt các cô chỉ có thể dựa vào chính mình, nhất định phải mau chóng nghiên cứu ra đơn thuốc. Nghe tiếng huyên náo phía bên ngoài, Nhu Dao đi ra ngoài nhìn, sau đó sắc mặt tái nhợt quay về nói, Thương Mai, Tần Châu đến rồi. Thương Mai đập sách bịch một tiếng trên mặt bàn, ngẩng đầu, trong con ngươi lộ ra sự sắc bén. Tần Châu vừa mới về triều đã đến Mộc Trại, có mục đích gì? Nàng ta mang theo bao nhiêu người đến? Thương Mai đi tới hỏi. Xem kìa, dường như một mình nàng ta tự đến, Nhu Dao nói. Thương Mai nhìn sang. Tần Châu cưỡi trên lưng bạch mã, xiêm y màu đen, áo choàng màu đen, vô cùng già dặn, khoảng chừng 28-29 tuổi, trên mặt không một chút son phấn,
ấn tượng mang lại cho Thương Mai là khí khái hào hùng, kiên cường. Toàn thân trên dưới không nhìn thấy một chút bóng dáng nữ nhi nào. Nữ sinh nam tướng, đã định trước cuộc đời không tâm thường. Thương Mai không hiểu về nhân tướng học, nhưng trong đầu lại lóe ra một câu nói như vậy. Đây chính là Tần Châu, danh tướng hiển hách của Bắc Mạc. Khuôn mặt Thương Mai chậm rãi đóng băng, bởi vì rõ ràng đáy mắt Tần Châu hiện lên một tia sát khí. Kiếp trước Thương Mai là quân y, kiếp này cũng trải qua nhiều trận chém giết hãm hại, cô vô cùng nhạy cảm đối với sát khí. Tần Châu từ xa đã nhìn thấy Thương Mai, môi của nàng ta chậm rãi cong lên, lại để người ta cảm thấy đường cong lạnh lùng. Dân chúng đi theo sau lưng nàng ta, bạch mã của nàng ta chậm chậm đi lại, cho dù là ở mộc trại thì cũng không tổn hại chút nào đến bản sắc danh tướng của nàng ta, giống như thống lĩnh thiên quân vạn mã, đi về phía Thương Mai. Con ngựa dừng lại cách Thương Mai khoảng chừng 10 bước, nàng ta nhìn Thương Mai, ánh mắt dường như là mang theo lực xuyên thấu, đánh giá Thương Mai trái phải trên dưới, giống như muốn nhìn thấu Thương Mai. Thôn trưởng cười tiến lên, Vương Phi, vị này chính là Tần đại tướng quân của Bắc Mạc Tai. Thương Mai cũng cong môi cười một tiếng, ánh mắt không rời, nhìn thẳng vào Tần Châu. Tần đại tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Thương Mai lên tiếng trước. Tần Châu bái kiến Vương Phi, nàng ta không xuống ngựa, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, vẫn tạo thành tư thế kiêu ngạo như cũ, khóe môi hơi nhếch lên, ngược lại có vài phần bỡn cợt. Chỉ là giấu ở phía sau sự bỡn cợt ấy là sát khí lạnh lẽo. Thương Mai nói, đại tướng quân hữu lễ. Thương Mai không kiêu ngạo không tự ti, không sợ hãi không hoảng hốt, bình tĩnh đối đáp, cô biết lần này Tần Châu đến không phải chỉ đơn giản như vậy. Tần Châu cười, Vương Phi không quản ngàn dặm xa xôi đến Bắc Mạc ta, ngày đêm vất vả, lao tâm lao lực vì bệnh dịch của Bắc Mạc, lần này bản tướng hồi kinh chưa gặp một ai, cũng phải tới bái phỏng Vương Phi trước, chính miệng nói một tiếng cảm ơn. Đại tướng quân khách khí, đương nhiên Thương Mai biết phía sau câu tạ ơn này ẩn giấu cái gì. Tần Châu và cô nhìn nhau một chút, lúc này mới tung người xuống ngựa, đi đến trước mặt Thương Mai, lại cố ý nhìn bốn phía một chút, không phải nói, có đại phu của cục Huệ dân ở đây à? Sao không thấy một ai? Trung Quy cũng là người bản địa, sao có thể để Vương Phi một mình bận rộn? Đám người hèn nhát này, bản tướng nhất định phải giáo huấn cẩn thận. Thôn trưởng nghe Tần Châu nói vậy thì vội vàng bẩm báo, bẩm đại tướng quân, mấy tên đại phu kia từ lúc tới mộc trại thì đều không làm việc gì cả. Hôm đó còn vu cáo hãm hại Vương Phi, không phải, họ đã bị Tô Đại Nhân bắt lại giam trong phòng. Thật sao, Tần Châu cười khẩy, nhìn thôn trưởng, đại phu của cục Huệ dân vu cáo hãm hại Vương Phi cái gì? Nói ra nghe một chút. Thôn trưởng đã nhận ra có chút không đúng, bởi vì trên mặt Tần Châu mang theo hàn ý lạnh lẽo. Nhưng đã nói một nửa cũng phải nói tiếp, hắn ta nhắm mắt nói, là như vậy, các đại phu vu cáo hãm hại Vương Phi, nói trong lòng nàng có ý quấy rối, thổi phông bệnh tình. Còn nói Vương Phi tìm người đánh họ, điều này thật sự là nực cười. Tần Châu nhìn Thương Mai chằm chằm, đúng là rất nực cười. Nàng ta đi từng bước một tới, Vương Phi, không mời bản tướng vào phòng ngồi một lát sao? Vùng dịch có nhiều bệnh độc, đại tướng quân xin hãy trở về đi, Thương Mai nói. Cũng đã tới rồi, có gì phải vội vàng, trên chiến trường chém giết bản tướng không chết mà chết vì ôn dịch thì cũng là số mệnh của bản tướng. Nói xong, nàng ta trực tiếp đi vào. Mặc dù đối mặt với Nhu Giao nhưng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Nhu Giao một cái. Mặc dù như thế nhưng Nhu Giao lại bị sự uy nghiêm đáng sợ trên mặt nàng ta dọa, đời này nàng ta từng gặp không ít nữ nhân có năng lực, nhưng khí thế trên người Tần Châu không giống bình thường, một ánh mắt của nàng ta dường như đều mang theo cả giáo vàng ngựa sắt. Thương Mai đi vào theo, nhẹ giọng nói với Nhu Giao, người đứng ở đây. Nhu Giao gật đầu, người cẩn thận một chút. Thương Mai tiến vào, khép cửa lại. Tần Châu nâng áo choàng lên, ngồi xuống, Thương Mai nhìn động tác của nàng ta có ảo giác trong chốc lát, cảm thấy trước mắt là một nam tử tuấn mỹ phóng khoáng. Nhưng rõ ràng nàng ta là nữ nhân. Ngồi đi, khí thế Tần Châu nghiêm nghị, chỉ vào ghế nói với Thương Mai. Rõ ràng nàng ta là khách nhưng vào trong phòng thì trái lại nàng ta lại giống chủ nhân. Thương Mai ngồi xuống, nhìn nàng ta, đại tướng quân vừa hồi kinh liên đến mộc trại tìm ta, có chuyện gì? Tần Châu là võ tướng, tính tình ngay thẳng, nàng ta không quanh co lòng vòng, người đến Bắc Mạc có mục đích gì? Mục đích, Thương Mai châm chọc cười một tiếng, không phải ngươi và Kỳ Vương bảo ta tới sao? Các ngươi gửi quốc thư cho Hoàng đế Đại Chu ta, mời ta tới, các ngươi gọi ta tới có mục đích gì thì ta đến chính là mục đích đó.
Chúng ta mời ngươi tới là để ngươi chữa trị ôn dịch, nhưng ngươi đã đến lâu như vậy, có hiệu quả chưa? Tần Châu nghiêm nghị nói. Chú ý thái độ của ngươi. Thương Mai lạnh mặt, nhớ kỹ, ta không phải là nô lệ của các ngươi, không phải là hạ nhân của các ngươi, ta tới chỉ là xem có thể có phân ngừng chiến không, nếu không chuyện của Bắc Mạc các ngươi có liên quan gì đến ta. Ta từ bỏ cuộc sống an toàn, thoải mái dễ chịu, mỗi ngày ở đây tiếp xúc với tử thân, ngươi cảm thấy ta là vì cái gì? Là bản tướng tin lầm Mộ Dung Khanh, Tần Châu lạnh lùng thốt ra. Chương 588, xem ai thay đổi ai. Thanh Mai thật sự muốn cười, ngươi tin nhầm Mộ Dung Khanh. Là chúng ta tin nhầm ngươi và Kỳ Vương, các ngươi là thật lòng mời chúng ta đến chữa bệnh sao? Không, các ngươi chỉ là mời chúng ta đến làm trò cho bách tính xem, để bọn họ nhìn thấy cái gọi là xem trọng của hoàng thất đối bách tính. Các ngươi tạo một hiện tượng giả, nói với lão bách tính, thả buông bỏ thân phận đối địch, mời ta vương phi của Đại Chu này đến chữa bệnh, thậm chí còn không tiếc đưa thái tử đến Đại Chu làm con tin. Sự thật thì sao? Sự thật lại là thái tử Vân ở Bắc Mạc, các ngươi đưa tới một thái tử giả, vương gia và ta đến Bắc Mạc, hoàng đế Bắc Mạc trần trừ, thậm chí ngay khu dịch bệnh cũng không cho phép chúng ta vào, nếu không phải là An công chúa, chúng ta đến nay vẫn không thể tiếp xúc với bệnh nhân. Đầu đầu cũng gây cản trở, hiện nay còn không biết ngại nói ngươi tin nhầm vương gia nhà ta. Là chúng ta đã tin nhầm ngươi. Tần Châu cười lạnh, ngươi nói như thế, bản tướng sẽ tin ngươi sao? Muốn đổ thêm tội thì đâu cần tìm cớ chứ. Thái tử Bắc Mạc hiện nay đã ở Đại Chu, hơn nữa nếu hoàng thượng không cho phép các người vào khu dịch bệnh, các người sao có thể ở đây? Còn nữa, sao còn có thể có sự hỗ trợ của đại phu của Cục Huệ Dân chứ? Tần Châu, Thương Mai nhíu mày, người về kinh bao lâu rồi? Người đã tìm hiểu chân tướng sự việc chưa? Bản tướng đã tìm hiểu rất rõ rồi, Hạ Thương Mai ngươi là người như thế nào, bản tướng cũng đều biết, ngay cả người của Đại Chu các ngươi cũng chỉ trách ngươi quên nguồn quên gốc, vì giúp phu quân, ngay cả người thân của mình cũng có thể ra tay, loại vong ân phụ nghĩa, bất hiếu như ngươi, nếu là muội muội của bản tướng nhất định đem ngươi chém đầu thị chúng, giáo dục người đời. Thương Mai có hơi kinh ngạc. Tần Châu này bị làm sao thế, đây mà là đã điều tra rồi. Ngay cả thái tử không đến Đại Chu cũng không biết, nàng ta đã điều tra cái gì. Là ai nói với người ta quên nguồn quên gốc, ra tay với người thân của mình. Ai không biết chút chuyện đó của ngươi chứ? Danh tiếng của ngươi, ở Đại Chu đã thối lắm rồi. Tần Châu lạnh giọng nói. Vậy sao, dựa vào ngươi nói câu này, ta liền kết luận ngươi không có điều tra về ta, đều là nghe người ngoài nói, còn người ngoài đó là ai? Không khó đoán, người có thù với Đại Chu và ta, không nhiều, nhưng có thể báo chuỗi tin tức với các ngươi, càng ít, nghi phi. Thương Mai nhìn sắc mặt của Tần Châu, đây không phải là cô suy đoán linh tinh. Nghi phi trước là người quý thái phi bồi dưỡng, những năm nay kết giao không ít người ngoại bang, vị công tôn Yến bên cạnh Tống Đoan Dương chính là một trong số đó. Bắc Mạc và Đại Chu trước mắt bất hòa, mấy năm ký kết hòa minh, hai nước đều có sứ giả đến, bắt buộc phải vào cung. Sau đó ở lại trong kinh dăm bữa nửa tháng, Nghi Phi lúc đó tuy là người mà quý thái phi nâng đỡ, nhưng âm thầm qua lại với thái tử, liền biết nàng ta là có ý muốn thoát khỏi quý thái phi, muốn đứng độc lập nên không ngừng lôi kéo quan hệ. Những sứ thần ngoại bang này, giỏi nhất quan sát sắc mặt cử chỉ lời nói, thái độ mà Nghi Phi bày ra, người ta còn không chủ động đến tiếp cận sao. Có điều, cô cũng không dám chắc chắn, dù sao, ở Đại Chu người căm hận cô, không chỉ có một mình Nghi Phi. Chỉ là nhìn sắc mặt của Tần Châu, chín phần chắc chắn rồi. Ngươi cho dù phủ nhận, sự thật chính là sự thật, bản tướng lần này chỉ là đến cảnh cáo ngươi, hy vọng ngươi giữ mình, nếu ngươi không phải là vương phi của Đại Chu, bản tướng sẽ lập tức giết chết ngươi. Lời của Tần Châu mang theo một cỗ sát khí, loại khí thế lịch luyện trên chiến trường trở về này rất không tâm thường, gương mặt ương ngạnh lãnh khốc, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Lúc đó, trong lòng Thương Mai thật sự có vài phần rét lạnh. Nhưng cũng chẳng qua chỉ một khoảnh khắc, sau đó, cô đứng dậy, Tần đại tướng quân, không tiễn. Đại phu của Cục Huệ Dân, bản tướng sẽ dẫn đi. Không được, Thương Mai mở miệng từ chối. Ngươi nói cái gì, ánh mắt của Tần Châu lập tức trở lạnh, dường như có hơi không tin cô hiện nay còn dám ngang ngược như thế, ngươi dám ngăn cản bản tướng dẫn bọn họ đi sao? Bọn họ đã ở khu dịch bệnh mấy ngày, không thể xuống núi, Tần đại tướng quân tốt nhất cũng đừng đến nữa, tránh để bị nhiễm bệnh. Ngươi là đang nguyền rủa bản tướng sao? Hay là xem bản tướng là thôn dân của Mộc Trại, để ngươi tùy ý lừa gạt trêu đùa? Tần Châu khẩu khí lạnh lùng, đôi mắt mang theo ngọn lửa nhìn chằm chằm cô.
Đều không phải, chỉ là cẩn trọng mà thôi. Thương Mai nhàn nhạt nói. Nếu bản tướng cứ muốn dẫn bọn họ đi thì sao? Tần Châu hai tay khoanh trước ngực, cười khinh khỉnh. Vậy chỉ sợ đại tướng quân phải dẫn đủ binh mã đến cướp rồi Thương Mai cùng cuồng vọng đáp trả như thế. Tần Châu nheo mắt, nàng ta không hiểu, Hạ Thương Mai lấy đâu ra can đảm này. Lại dám ngông cuồng với nàng ta. Cô thật sự tưởng rằng thôn dân của nơi này tin cô thì có thế được cô sao? Hay là nói, cô ở xung quanh mộc trại sớm đã răng bẫy? Liệu Mộ Dung Khanh ở ẩn nấp ở xung quanh đây hay không? Dù sao, Mộ Dung Khanh hiện nay không rõ tung tích. Tần Châu hôm nay vốn dĩ là muốn giết Thương Mai, nhưng nàng ta biết bây giờ giết Thương Mai, sẽ tạo thành uy hiếp với quân Bắc Mạc, Đại Chu chết một nhiếp chính vương phi, chết ở trong đất Bắc Mạc, hơn nữa nhiếp chính vương phi này lại là đến Bắc Mạc chữa trị bệnh dịch, mặc kệ là ai giết cô, quân của Đại Chu tất sẽ công đến, nàng ta đã hồi triều, còn rút 100.000 binh sĩ về, biên cương lương thảo không đủ duy trì, hiện nay khai. Chiến, phân thẳng rất thấp, trừ phi là một lần công thẳng đến Đại Chu. Cướp lấy lương thảo của Đại Chu rồi quét sạch số còn lại. Nhưng, điều này quá khó rồi. Cho nên trên đường nàng ta lên mộc trại thì đã thay đổi chủ ý không giết Hạ Thương Mai, nhưng không giết cô, cũng không định để cô tiếp tục sống tốt. Nàng ta là một võ tướng, không chơi tâm cơ khác, cách của nàng ta chỉ có hai, trước uy hiếp, dọa dẫm, cảnh cáo. Nếu không có tác dụng, liền dụ cô ra ngoài, lôi cô xuống núi nhốt cùng với người bị nhiễm bệnh, để cô nhiễm bệnh. Một đại phu, không phải là bị người ta giết chết, mà là chết vì bệnh dịch, cũng coi như chết một cách xứng đáng, hơn nữa cũng sẽ không khiến Đại Chu cho rằng Hạ Thương Mai là bị giết chết. Chết do bệnh dịch, vinh quang biết bao, còn thành toàn cho danh tiếng của cô. Tần Châu quyết định, trước dùng kế hoãn binh. Thứ nhất là thăm dò tung tích của Mộ Dung Khanh, thứ hai là quan sát xem bên cạnh Hạ Thương Mai, có ám vệ ẩn nấp không, nếu quả thật không có thì dẫn đi. Cho nên... Nàng ta nghe Thương Mai nói không thể dẫn đại phu của cục Huệ Dân đi, liền nói, được, nếu đã như thế, vậy bản tướng cũng không đi, ở lại trong mộc trại này. Thương Mai nói, tùy ngươi. Tần Châu quyết sẽ không tha cho cô, nàng ta đi hay ở, thật ra như nhau, có lẽ ngược lại càng tốt. Trong lòng Thương Mai thật ra là có tính toán khác, Tần Châu là người của phái chủ chiến, hơn nữa ở trong phái chủ chiến, trừ đế hậu thì nàng ta với Trấn Quốc Vương gia là kẻ đứng thứ hai. Nếu như nói, Tần Châu nếu có thể chuyển sang phái chủ hòa chứ? Đương nhiên, Thương Mai cảm thấy suy nghĩ này rất khó thực hiện, bởi vì lập trường chính trị của một người là rất khó thay đổi. Tất cả mọi vinh hiển của Tần gia, đều là đánh trận giành được, kiểu thế gia quân phiệt này đời đời là thông qua đánh trận mà củng cố uy tín và giá trị tìm kiếm của mình, Tần Châu sao có thể chuyển sang phái chủ hòa chứ? Nhưng, cô nghe thấy Tần Châu nói thái tử của Bắc Mạc hiện nay ở Đại Chu. Còn nói danh tiếng của cô ở Đại Chu tệ hại, cô liền cảm thấy, cơ hội có lẽ là có một chút xíu như vậy. Thương Mai mở cửa đi ra ngoài, nhu dao ở ngoài cửa, nhìn thấy cô đi ra, thở phào một hơi, khẽ hỏi, không sao chứ? Thương Mai đưa tay lắc lắc sợi dây sẹo, cười nói, sao có chuyện gì chứ? Tương đương nói cho nhu dao biết, cô có sợi dây sẹo, Tần Châu không thể làm gì được cô. Chương 589, gọi ta là Hạ Đại Phu. Tần Châu ở lại mộc trại, chuyện đầu tiên khi nàng ở lại chính là thả đại phu của cục Huệ Dân ra. Mãi người đại phu này sau khi được Tần Châu cứu ra, khóc lóc nức nở, chăm miệng một lời chỉ trích Thương Mai cũng đứng ở đó nghe, lại lạnh lùng cười, một câu cũng không giải thích. Tần Châu cũng chỉ là nghe, lúc lại quăng cho Thương Mai một ánh mắt lạnh lẽo. Tần Châu cưỡng chế can thiệp vào trị liệu của Thương Mai, đơn thuốc mà nàng đưa ra, toàn bộ đều phải để đại phu của cục Huệ Dân xem qua. Dân chúng mộc trại cũng cảm thấy khó hiểu với hành vi thả mấy đại phu ra của Tần Châu, cho rằng nàng ta không rõ tình hình, nên đi lên thông báo cho Tần Châu. Tần Châu quát lớn nói, đại phu của cục Huệ Dân là người triều đình phái đến, mấy người nhốt bọn họ lại, là trái pháp luật, không tôn trọng pháp luật, trong núi thiếu đại phu, chỉ có hai người là Vương Phi và huyện chúa Nhu Giao là không được, nhất định phải để đại phu cùng khám và chữa bệnh. Người dân thôn mộc trại nghe Tần Châu nói như vậy xong thì không lên tiếng. Trưởng thôn trấn an mọi người rời đi, nói với Tần Châu, đại tướng quân, những đại phu này ngày xưa ở trong thôn cũng không làm việc, không trị liệu cho người bệnh, nếu như đại tướng quân có thể gọi bọn họ chữa bệnh cho thôn dân, thì không còn gì tốt hơn. Tần Châu nghe xong mấy lời này, hơi nhíu mày, bọn họ không trị liệu hay là Hạ Thương Mai không cho bọn họ trị. Trưởng thôn nói, đại tướng quân, sợ là ngài có chút hiểu lầm với Vương Phi,
Kỳ thật Vương Phi cũng không chống đối mấy vị đại phu này, cũng đã gọi bọn họ qua khám và chữa cho người bệnh, nhưng mà, bọn họ nói người bệnh ở khu Tây sẽ lây bệnh, cũng không có thuốc chữa, làm gì mà phải hao tâm tổn sức. Tần Châu bắt đầu không quá tin lời nói của người dân, nhưng mà lão trưởng thôn nàng ta cũng biết, cháu gái của lão trưởng thôn gả cho tam phòng nhà họ Tần Tần Nhạc Phong, nàng ta từng gặp lão trưởng thôn mấy lần, đã từng nói chuyện, cảm thấy lão trưởng thôn là người cơ trí. Những người dân khác, có thể là nói bị Hạ Thương Mai lừa gạt, lão thôn trưởng, sẽ không hồ đồ như vậy. Nhưng ông ta đã nói như vậy, chẳng lẽ là, những đại phu này. Trong lòng Tần Châu để lại hoài nghi như vậy, tự mình gọi bọn họ đến khu Tây. Những người này ngày xưa ngay cả khu Nam cũng không đi, hôm nay sao có thể đến khu Tây. Mặc dù cái lệnh của Tần Châu rất nghiêm trọng, nhưng vào khu Tây, đều là người nhiễm bệnh, Tô Mộc Mạnh khỏe như vậy cũng nhiễm bệnh, bọn họ có thể may mắn thoát khỏi sao. Cho nên, từng người đều nói mình bị Hạ Thương Mai bị đánh đập, thương thế chưa lành, không thể nào trị liệu được. Tần Châu tức giận đến khói bay đầy đầu, không ngờ những đại phu này, thế mà lại là một đám người sợ chết. Những đại phu này không muốn đi vào, mượn vết thương đưa đẩy, Tần Châu cũng không thể đưa quyền chủ động chữa bệnh cho Hạ Thương Mai, tự mình xuống núi tìm đại phu. Nhưng đại phu của Cục Huệ Dân hoàn toàn không đi được, Cục Huệ Dân cũng không thể không có một người đại phu. Như vậy dân chúng ở kinh thành đều sẽ bị bệnh. Tần Châu bất đắc dĩ, về phủ gọi người đến y quán tìm đại phu, mà lại nói rõ là vào vùng dịch, tiền xem bệnh gấp 10. Dưới số tiền lớn, không có người can đảm, người nào không biết ôn dịch sẽ chết người. Những người đại phu mở y quá kia, mạng còn quý hơn bạc. Tần Châu trước kia chưa từng phát hiện vấn đề này, có lẽ là không quan tâm, nàng ta cảm thấy, Cục Huệ Dân sao ít đại phu như vậy. Chế độ chữa bệnh của Bắc Mạc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả các châu các phủ, thậm chí các khu trong kinh thành đều có Cục Huệ Dân, sao hôm nay muốn dùng mấy người, cái này lại khó khăn như vậy? Nàng ta mang theo mấy tên thị vệ, đi trên đường cái, phồn hoa không như trước, nhưng mà, xem như là yên bình. Nàng ta nhớ đến vùng dịch, nhớ đến những phế tích suy tàn kia, nhớ đến những thi thể chất đống như núi đó, trong lòng giống như có thứ gì đó cắn xé, đây là đất nước của nàng ta bất lực. Không còn cách nào, nàng ta chỉ có thể vào trong thôn Kinh Giao tìm những đại phu chân đất. Nàng ta biết y thuật của những đại phu chân đất này không tốt lắm, nhưng mà, có còn hơn không? Nàng ta mới ra khỏi thành, đã gặp một đại phu cõng hòm thuốc đi đến. Ông ta khoảng chừng hơn 50 tuổi, quần áo dơ bẩn, rối bù, trên mặt có vẻ mệt mỏi. Nàng ta lập tức bước lên ngăn lại, ông là đại phu. Người đại phu này tự dưng bị chặn đường, ngẩng đầu lên có chút mờ mịt, nhưng vẫn gật đầu, đúng. Rất tốt, trong lòng Tần Châu thả nhẹ, tìm lâu như vậy, không tìm được đại phu lên núi, hôm nay gặp được một người, mặc dù biết một người không làm được gì. Nhưng mà, đối với nàng ta mà nói là một an ủi lớn. Đại phu kinh ngạc nhìn nàng ta, thấy nàng ta giơ tay lên, sau đó, thị vệ đằng sau bắt lấy ông ta, ném lên ngựa. Mấy người muốn làm gì? Thả ta ra đi. Đại phu giãy giụa kêu cứu. Tần Châu nói, ông đừng hét, ta là Tần Châu, không có ác ý, ta chỉ là muốn dẫn ông đến mộc trại đó là vùng dịch bệnh. Ông yên tâm, ta sẽ tính bạc cho ngươi, tiền xem bệnh của ông gấp 10 lần. Vị đại phu nghe xong lời này, không giãy giụa nữa, vùng dịch bệnh. Đúng, đến mộc trại, Tần Châu nói. Vị đại phu này nói, ngươi thả ta ra đi, ta nguyện ý đi, ta cũng không cần tiền xem bệnh. Hả, Tần Châu nheo mắt lại, không tin ông ta, nàng ta tìm đại phu cả một ngày, cho dù tiền gấp 10 lần, cũng không có đại phu nào muốn đi, bây giờ ông ta không cần bạc cũng đi. Đúng, vị đại phu này giãy giụa ngồi thẳng người, vẻ mặt thê lương, ta không cần bạc. Ta chỉ cần có thể đi vào vùng dịch bệnh. Vì sao? Tần Châu hỏi. Đại phu trầm mặc một lúc, lắc đầu, ta chỉ muốn trị ôn dịch. Ông Hiếu? Không hiểu. Tần Châu nhìn hắn ra, dáng vẻ của hắn ta như là đã có kinh nghiệm rất nhiều, ông là người ở đâu? Thạch Đầu Thôn ở Khí Thành. Trong lòng Tần Châu chấn động, Khí Thành là khu tai họa nặng nề, tất cả phòng ốc ở Thạch Đầu Thôn đều sụp đổ, một nửa thôn dân ở Thạch Đầu Thôn đều chết vì động đất. Sau đó lại mắc ôn dịch. Tần Châu cũng không hỏi nữa, giơ tay, đoàn người đi về phía mộc trại. Đại phu này tên Lâm Đan, làm nghề y nửa đời. Tần Châu mang theo Lâm Đan xuất hiện trước mặt Thương Mai, nói, sau này ông ta và ngươi sẽ cùng nhau trị bệnh, tất cả phương thuốc của người, đều phải cho hắn xem qua.
Thương Mai vốn tưởng rằng nàng ta sẽ mang đến mấy tên đại phu của Cục Huệ Dân hoặc là đại phu ở y quán, không ngờ, lại chỉ dẫn theo một người, nhìn quần áo lộn xộn giày rơm rách nát của ông ta, ngược lại giống như là đại phu chân trần đi hành tẩu khắp thôn làng. Nhưng mà, người làm nghề y không giới hạn, chỉ cần ông ta nhiệt tình chữa bệnh, Thương Mai cũng không quan tâm đến phương thuốc cho ông ta xem qua. Ừ, Thương Mai đáp. Tần Châu nhìn sắc mặt Thương Mai, có chút tức giận, mặc dù rõ ràng nàng không đùa cợt, nhưng mà nàng càng bình tĩnh, lại càng có thể nhìn thấy được sự chế nhạo trong lòng nàng. Tần Châu nói với Lâm Đan, sau này phương thuốc nàng ta dùng, ông đều phải xem qua từng cái một, nếu có phát hiện lạ thường, báo cáo lại với ta. Dạ, Lâm Đan đã biết thân phận của Tần Châu, thị vệ trường đường đi đã nói với hắn ta rồi. Nhưng mà hắn ta không biết thân phận của Thương Mai, thấy một cô gái xinh đẹp đứng chữa bệnh trong vùng dịch, cảm thấy có chút kinh ngạc. Thương Mai dẫn hắn ta vào khu Nam, giới thiệu, ở đây chia thành 4 khu Đông Tây Nam Bắc, khu Đông là dân chúng không mắc bệnh, khu Nam là cách ly nghi nhiễm, khu Tây là bệnh đã xác nhận, còn khu Bắc là nơi thiêu thi thể. Lâm Đan hỏi, xin hỏi ngài là? Ta tên là Hạ Thương Mai, ông có thể gọi ta là Hạ Đại Phu. Thương Mai nói. Hạ Thương Mai, Lâm Đan suy nghĩ một lúc, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, ngài là Vương Phi Đại Chu, Vương Phi của Nhiếp Chính Vương. Gọi ta Hạ Đại Phu là được rồi, hoặc có thể trực tiếp gọi ta Hạ Thương Mai. Ở đây, không có Vương Phi và tướng quân gì cả, chỉ có Đại Phu và người bệnh. Chương 590, là ngươi Mộ Dung Khanh. Ánh mắt Tần Châu nhàn nhạt quét đến, cười nhạt. Thương Mai không quan tâm đến nàng ta, dẫn theo Lâm Đan vào khu Tây. Ngày thứ hai, chết 3 người, đều là sau khi Lâm Đan vào được mang đi ra. Hắn ta nhìn hỏa táng, rớt nước mắt. Thương Mai không ngờ năng lực thừa nhận tâm lý của hắn ta lại kém như vậy, Lâm Đại Phu, có ổn không? Lâm Đan lau lau khóe mắt, xin lỗi, ta nhất thời, nhớ đến người nhà của mình. Người nhà của ngươi, hiện nay ở đâu? Thương Mai hỏi. Chết rồi, vợ và con dâu đều chết lúc động đất, con trai cháu trai đều lây bệnh dịch, đều chết hết, cả nhà chỉ còn một mình ta thôi. Lâm Đan hít sâu một hơi, tóc trắng, nhìn gương mặt thê lương thảm đạm càng có vẻ tang thương. Thương Mai không ngờ ông ta là người của khu tai nạn, nhìn vẻ khổ sở trên mặt ông ta, Thương Mai không biết an ủi thế nào, chỉ là cùng trầm mặc với ông ta. Thật lâu sau, Lâm Đan hỏi, Hạ Đại Phu, lần dịch bệnh này, có thể trị hay không? Thương Mai chợt nhớ ông ta là Đại Phu chân chân, đi đến rất nhiều nơi biết rõ chìa khóa vàng cũng không chừng, vội vàng hỏi, Lâm Đại Phu, ông biết chìa khóa vàng là cái gì không? Chìa khóa vàng, Lâm Đan suy nghĩ một chút biết. Đây là tên khác của Kim Tiền Thảo mà. A, à, hai mắt Thương Mai đều sắp rơi xuống, Kim Tiền Thảo. Đúng, nhưng mà ở đây chúng ta gọi là Kim Tiền Thảo, bên phía Đại Lương lại gọi là chìa khóa vàng. Loại dược thảo này, không gặp nhiều ở Bắc Mạc, bởi vì khí hậu Bắc Mạc lạnh hơn nơi khác, ở Đại Lương thì mọc đầy núi. Thương Mai không ngờ thế mà lại là Kim Tiền Thảo, nàng nhớ đến tác dụng của Kim Tiền Thảo, có thanh nhiệt lợi tiểu, trừ bệnh giảm đau, cầm máu chữa lành vết thương. Tiêu viêm giải độc, có tác dụng sát trùng, hơn nữa, tác dụng tiêu khuẩn kháng viêm của kim tiền thảo có tác dụng rất rõ rệt, hiện đại sử dụng kim tiền thảo phần lớn là chỉ các chứng sỏi thận và viêm niệu đạo. Nàng thật sự quá ngu xuẩn rồi, sao có thể không nhớ đến hiệu quả kháng khuẩn của kim tiền thảo chứ? Cái đó và ngư tinh thảo giống nhau, chất kháng sinh tự nhiên, hơn nữa, còn có thể phối hợp với ngư tinh thảo, bổ sung phần thiếu. Thương Mai mấy hôm nay vẫn luôn chìm trong sương mù, lòng như lửa đốt. Đơn thuốc này đặt trước mặt rõ ràng dễ như trở bàn tay, nhưng mà nàng không biết vì sao, hôm nay được Lâm Đan chỉ điểm phá tan sương mù, nàng lại cảm thấy như có một dòng nước ngọt chạy thẳng vào, vui mừng ôm Lâm Đan hôn lên trán ông ta một cái, ông già, ta rất cảm tạ ông, rất cảm tạ, ông cứu được rất nhiều người. Nói xong lập tức chạy như bay về phòng ở khu Đông. Lâm Đan cả người hóa đá, quay đầu nhìn bóng lưng Thương Mai, môi run run lên, Vương Phi, là điên rồi sao? Tần Châu xa xa nhìn thấy hình ảnh như vậy, trên mặt có chút cứng lại. Nàng ta đang muốn đi lên hỏi Lâm Đan xem Hạ Thương Mai rốt cuộc vì sao mà vui mừng như vậy, lại thấy thị vệ đến bên tai nàng ta nói nhỏ hai câu, sắc mặt Tần Châu đột biến, cái gì? Là ai truyền ra? Không biết, lão tướng quân gọi ngài lập tức về phủ. Thị vệ nói, đi, Tần Châu hất áo choàng lên, nhanh chóng rời đi. Một lời đồn, truyền ra ở vùng dịch bệnh và rất nhiều nơi ở Bắc Mạc. Lời đồn này nói, lúc này dịch bệnh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, sẽ lan ra diện rộng,
thậm chí sẽ lan đến cả quốc gia khác, nếu như không có cách nào ngăn chặn ôn dịch, phần lớn những người Bắc Mạc đều chết trong ôn dịch này. Hơn nữa, lời đồn còn nói, Hoàng thượng không có ý định tiếp tục cứu giúp thiên tai, đã hai ngày không vận chuyển vật tư lương thực đến khu gặp nạn, tất cả lương thực đều đưa đến biên cương, bởi vì, còn phải chiến tranh. Lại nói, Hoàng thượng không thực hiện lời hứa với Đại Chu, không phái thái tử đến Đại Chu làm con tin, có khả năng sẽ chọc giận Hoàng đến Đại Chu, truyền Triệu Vương phi nhiếp chính vương về Đại Chu. Bắc Mạc đã trải qua chiến loạn, trải qua động đất, trải qua ôn dịch, đều mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, kiên trì duy nhất đúng là trông cậy và triều đình cứu giúp thiên tai, trông cậy là Vương phi nhiếp chính vương đưa ra phương thuốc trị liệu. Nhưng mà, lương thực cứu nạn vẫn luôn không cung cấp đủ, quần áo cũng không có, thậm chí sau khi nhiếp chính vương phi đến, một phương thuốc cũng không đưa ra, kiên nhẫn của dân chúng dần dần mất đi, tức giận và oán khí càng thêm nặng nề. Lời đồn này và truyền ra, giống như là ném một mồi lửa vào trong vạn tấn thuốc nổ, bùm một tiếng, nổ tung. Dân bị nạn đếm không xuất, lượng lớn dũng mãnh vào kinh thành. Mà sau khi Tần Châu xuống núi, mới hiểu Hoàng thượng để lại 70.000 binh mã làm gì, chính là dùng để xua đuổi dân bị nạn. Nàng ta tận mắt nhìn thấy, tướng sĩ dưới tay mình, dựng lên một bức tường người dày đặc, có dân bị nạn xông đến, lập tức cầm lấy đao kiếm xua đuổi. Có hơi 10 người dân bị nạn, đã bị thương dưới đao kiếm của bọn họ. Những người này đều là binh lính của nàng ta, tuy nói bây giờ hiện tại không giết người, nhưng một khi tình hình trở nên nghiêm trọng, giết người là khẳng định. Tần Châu giận dữ, thúc ngựa chạy ra, dừng tay cho ta. Nhưng mà, cục diện này, sao mà sức một người của nàng ta có thể khống chế nổi? Mặc dù nàng ta thúc ngựa đến, cũng nhanh bóng bị lập trong đám người, dân bị nạn nhào lên, tướng sĩ ngăn lại, không ai nghe thấy tiếng của nàng ta. Tần Châu không ngờ mới lên mộc trại một hai ngày, cục diện đã không thể cứu vãn được. Nàng sốt ruột như lửa đốt, nhìn tướng sĩ của mình đả thương dân chúng của mình, trong lòng khó chịu giống như bị đốt lên. Đại tướng quân, về phủ trước đi, lão tướng quân nói muốn cùng ngài vào cung. Thị vệ nói, Trấn Quốc vương ra đâu? Tần Châu quay lại lớn tiếng hỏi. Vương gia bị bệnh, từ hôm qua đã mắc bệnh, thị vệ nói. Đi, về trước đi. Tần Châu biết mình không thể nào khống chế cục diện, nàng ta phải lập tức vào cung mới được. Chỉ có Hoàng thượng hạ chỉ, mới có thể dẹp yên trận loạn lạc này. Binh sĩ thủ thành thấy nàng ta đến đây, nhanh chóng nhìn qua, thấy tường người vẫn không bị dân gặp nạn đột phá, vội vàng mở cửa thành, sau khi nàng ta đi vào, cửa thành đóng lại. Sau khi nàng ta vào thành, xoay người xuống ngựa, nhanh chóng lên thành, quan sát bên dưới, chỉ thấy càng ngày càng nhiều dân gặp nạn đi đến. Những người này chỉ là dân bị nạn gần đây, nếu như không ngoài dự đoán, .sai hôm nữa, sẽ đạt đến đỉnh điểm. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai phát tán lời đồn? Nàng ta nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt tức giận. Đột nhiên, nàng ta nhìn thấy ở bên trái tường thành, có một người, áo choàng màu trắng, tay áo bay bay, tuấn mỹ phi phàm, khí thế nghiêm nghị, vẻ mặt cười như không cười. Mộ Dung Khanh. Nàng ta bỗng nhiên điên cuồng, phi thân qua đó. Rút thanh kiếm ra, chỉ thẳng đến, là ngươi. Mộ Dung Khanh đưa tay nắm lấy mũi kiếm của nàng ta, nhẹ nhàng bản ra, kiếm của nàng ta chạch đi chỉ vào không khí. Mộ Dung Khanh hừ nhẹ, bổn vương làm cái gì? Tần Châu cả giận nói, là ngươi tung tin đồn, cố ý nhiễu loạn Bắc Mạc chúng ta, hành động thật lớn, đúng không? Lời đồn, câu nói đó là lời đồn, tính nghiêm trọng của ôn dịch, hay là hoàng đế Bắc Mạc mấy người không giúp đỡ thiên tai? Không để ý đến sống chết của dân chúng. Ngươi mang về 100.000 tướng sĩ, bao nhiêu người đi cứu tế. Ngươi, Tần Châu không cách nào cãi lại, tính nghiêm trọng của ôn dịch, nàng ta không tin, nàng ta vốn cũng không tin, nhưng mà, nàng ta đi qua vùng dịch, ở lại mộc trại, nàng ta biết rõ, cho dù ôn dịch không đáng sợ như lời truyền bên ngoài nhưng cũng không hời hợt như lời Hoàng thượng nói. Tần Châu, ngươi vi phạm hiệp ước đồng minh, lừa gạt bổn vương. Lừa gạt bổn vương và vương phi vào Bắc Mạc, khoản nợ này, bổn vương sẽ từ từ tính với ngươi. Mộ Dung Khanh lạnh lùng thốt ra. Chương 591, làm loạn. Tần Châu cả giận nói, bổn tướng lừa gạt ngươi khi nào? Không có, ngươi đáp ứng với Kỳ vương, chỉ cần Thương Mai đồng ý đến Bắc Mạc, các ngươi sẽ đưa thái tử đến Đại Chu làm con tin, các ngươi làm được sao? Thái tử đã đến Đại Chu. Đến Đại Chu, là thất hoàng tử, không phải thái tử. Thất hoàng tử không được sủng ái, hoàng đế Bắc Mạc các người tùy thời có thể hy sinh.
không thể nào, Tần Châu hoảng sợ, người đi rõ ràng là thái tử, hoàng thượng cũng đã nói, sẽ phái thái tử đi. Cái này tạm thời không nhắc đến, trước chúng ta đã nói, hai nước ngừng chiến, đợi sau khi kết thúc dịch bệnh sẽ đàm phán, nhưng ngươi thừa dịp bổn vương ở Bắc Mạc này, tính toán khởi binh công kích, chuyện này, ngươi tính thế nào? Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói. Tần Châu nói, không, là đại chu các ngươi động binh trước, các ngươi tập kích cánh quân phải của chúng ta, giết hơi trăm người, ta đây là bất đắc dĩ, mới khởi binh ép các ngươi lui. Nói bừa, từ lúc bốn vương rời đi, quân ta vẫn luôn án binh bất động, đột kích cánh phải các ngươi lúc nào. Nếu như chúng ta muốn đột kích, giết các ngươi trở tay không kịp, các ngươi chỉ chết hơn trăm người sao? Là xem thường quân đại chu ta hay là xem trọng quân Bắc Mạc mấy người? Không không, Tần Châu nhìn hắn, rõ ràng là các ngươi đột kích trước. Ngươi tận mắt nhìn thấy thi thể quân cánh phải sao? Tần Châu khẽ giật mình, lúc này người tiên phong cánh phải phái người đến bấm báo quân tình, nói cánh quân phải bị quân đại chu đột kích, chết 138 người, mà cách không đến 3 ngày, hoàng thượng đã đưa thánh chỉ đến, nói trước dẫn binh áp chế quân đại chu. Hôm nay nghĩ lại, nàng vừa mới cho báo cáo đi không lâu, thánh chỉ của hoàng thượng đã đến, thời gian này, không phù hợp. Trừ phi, là hoàng thượng nhận được tin báo trước, cũng đã hạ thánh chỉ tiến công, nhưng mà, hoàng thượng sao có thể biết trước? Đầu óc Tần Châu lập tức hỗn loạn. Đột nhiên, nàng nhớ đến việc đã chứng kiến ở vùng dịch bệnh, tên quan sai kia nói, cho dù là hoàng thượng làm trái lời hứa trước, Hạ Thương Mai nàng ta thế mà lại dùng phương thuốc độc dân chúng Bắc Mạc. Hai nước giao chiến, không làm bị thương dân chúng, dù thế nào, cách làm của Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai cũng quá ác độc. Hôm nay tạo lời đồn giả, nói ôn dịch sẽ lan đến các quốc gia khác, nếu như lời đồn này truyền đi, các quốc gia khác nhất định sẽ hạn chế người Bắc Mạc ra vào, bọn họ vất vả rất lâu mới giữ được hòa bình ở biên cương, lại bị hủy hoại trong chốc lát. Nghĩ đến đây, Tần Châu biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi đừng vội rời tâm mắt đi, tất cả những gì ngươi và Hạ Thương Mai làm, bổn tướng đều nhìn thấy cả, ngươi nói thái tử không đến Đại Chu, bổn tướng sẽ đi tra xét. Cũng sẽ cho ngươi một công đạo, nhưng mà tội danh dùng thuốc độc hại Bắc Mạc chúng ta tạo ra khủng hoảng, ngươi và Hạ Thương Mai trốn không thoát. Nói xong, nàng ta phi thân đi. Mộ Dung Khanh cười lạnh một tiếng, khẽ nói, Tần Châu, bổn vương chờ ngươi điều tra, tốt nhất ngươi có thể thừa nhận tất cả chân tướng. Tô Thanh nhảy xuống, nói, vương gia, tin tức tốt, Long lão tướng quân tổ chức buổi luận võ chọn rể cho cháu gái của ông ta. Chúng ta đi xem, khuôn mặt Mộ Dung Khanh lập tức vui vẻ, nói. Long lão tướng quân, danh tướng Bắc Mạc, tên Túc, là ân sư của Hoàng đế Bắc Mạc, năm đó cùng với lão tướng Tần gia xưng là hai rào chắn của Bắc Mạc. Nhưng mà, nhà họ Tần không giống thế này, Long lão tướng quân này, là người phái chủ hòa. Ông ta bỏ mặc việc triều chính đã lâu, bởi vì năm đó chủ trương hòa bình, bị người làm hại, phu nhân và con trai cũng chết oan chết uổng, cả gia tộc, chỉ còn lại ông ta và hai đứa cháu. Kỳ vương nói, nếu như ông ta ra chỉ tay, người phái chủ hòa nhất định lấy ông ta cầm đầu, trên dưới một lòng, ép hoàng thượng. Nhưng mấy năm nay ông ta bế quan tỏa cảng, không gặp bất kỳ ai, lúc trước Mộ Dung Khanh và Kỳ vương mấy lần đi đến, ông ta cũng không gặp, lúc này, tổ chức hội luận võ, là một cơ hội rất tốt. Lại nói đến Tần Châu sau khi rời khỏi chỗ Mộ Dung Khanh, lập tức quay về phủ. Chỉ là, nàng ta còn chưa vào trong, đã gặp thích khách. Những người thích khách này mặc trang phục đại chu, vải đen che mặt, giữa ban ngày, từ trên trời giáng xuống, 7-8 người, đầu tiên tạo thế giám công, hung dữ xông đến. Tần Châu đang vô cùng phẫn nộ, thấy thích khách đi đến phóng lên trời, một thanh kiếm dài xuất vỏ, như thiên nữ tán hoa, ánh kiếm bắn ra bốn phía. Thị vệ cũng đuổi đến, gia nhập vào cuộc chiến. Không qua trăm chiêu, tất cả thích khách đều ép lui, thanh kiếm của Tần Châu kê lên cổ một người trong đó, âm thanh lãn hỏi, nói, ai phái các ngươi đến? Thích khách kia lạnh lùng thốt lên, chó Bắc Mạc, người người gặp là giết. Chó Bắc Mạc, rõ ràng ngươi không phải là người Bắc Mạc, ngươi là người Đại Chu. Tần Châu giận dữ, chỉ kiếm vào lông ngực của hắn ta, có phải Mộ Dung Khanh ác độc phái các ngươi đến? Tục danh của vương gia, há có thể để loại người tiện nhân như ngươi làm bẩn? Thích khách kia chửi ầm lên. Tần Châu thu hồi kiếm, lạnh lùng thốt lên, cút. Thích khách khẽ giật mình, dường như không ngờ Tần Châu sẽ tha cho hắn ta. Còn chưa cút, Tần Châu lạnh lùng nói, đi nói lại với Mộ Dung Khanh, muốn lấy mạng của bổn tướng, tự mình đến. Thích khách kia tìm được đường sống trong chỗ chết, bò lăn trên đất chạy thoát.
Thị vệ có chút khó hiểu, tướng quân, vì sao lại thả hắn đi? Bắt hắn đi tìm Mộ Dung Khanh, hắn ta sẽ không có cách nào chống chế. Tần Châu hít một hơi sâu, cất kiếm, nhìn thị vệ, nếu như ngươi là Mộ Dung Khanh, ám sát bổn tướng trên quốc thổ Bắc Mạc, ngươi sẽ bạo lộ thân phận sao? Thị vệ giật mình, ý của tướng quân là, có người cố ý giả mạo Mộ Dung Khanh ám sát ngài. Đúng, Tần Châu nhẹ nhàng thở dài, trong đầu có chút mờ mịt, nếu như không phải Mộ Dung Khanh, còn có thể là ai? Những người thích khách này không phải muốn lấy mạng của nàng ta, chỉ là muốn tạo ra một trận ám sát mà thôi. Đi thôi, Tần Châu thu lại suy nghĩ, càng cảm thấy quỷ dị. Vào trong phủ, Tần lão tướng quân đã chờ, nhìn thấy nàng ta về, lập tức nói, A Châu, lập tức đi vào cung với tổ phụ. Tổ phụ, vào cung làm gì? Tần Châu hỏi. Con không thấy bên ngoài đã loạn thành thế nào rồi sao? Phải lập tức vào cung thỉnh chỉ, con lại chạy đến biên cương, giết Đại Chu một mảnh giáp cũng không giữ. Tần lão tướng quân kích động râu tóc run lên. Tần Châu đưa tay giữ lại, tổ phụ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay chúng ta lương thảo không đủ, không phải là đối thủ của Đại Chu. Điểm ấy con có thể yên tâm, quân lương lúc trước tích trữ đã gần hoàn thành rồi, mà mấy hôm nay con hồi kinh, cũng có lương thảo không? Ngừng đưa đi bên phía tiên bi kia, cũng đã mượn lương rồi, không quá 10 ngày, sẽ đến biên cương. Tần Châu chấn động, cái này sao có thể được, Bắc Mạc chúng ta mượn lương của tiên bi, chỉ dùng để giúp đỡ nạn thiên tai. Hoàng thượng tự có sắp xếp, điểm ấy không phải là võ tướng chúng ta phải lo lắng, mà Hoàng thương đã hạ chỉ cả nước nộp thuế sớm, thuế má năm nay, nhiều gấp đôi năm vừa rồi. Bây giờ còn chưa đến vụ, ít nhất còn một tháng nữa. Vậy thì thu hoạch sớm. Tần Châu không tin vào lỗ tai mình, tổ phụ, ngài nói cái gì? Thu hoạch sớm dân chúng sẽ tổn thất bao nhiêu lương thực ngài biết rồi. Hơn nữa, thu hoạch sớm một tháng, lương thực còn chưa có. Không quan trọng, Hoàng thượng nói, trước thu thóc từ các vùng ven sông. Vậy cũng phải nửa tháng nữa mới có, bây giờ lúa chưa trổ, thu cũng là sản lượng thấp. Hơn nữa năm nay nhiều thiên tai như vậy, còn tăng thuế má, dân chúng chỉ sợ sẽ bạo động. Chương 592, tổ tôn cãi nhau. Tần lão tướng quân nghe xong lời Tần Châu nói, tức giận run người, A Châu, có cái gì quan trọng hơn thành nghiệp lớn? Hoàng thượng cũng chỉ là muốn mở rộng bản đồ, còn phải biết rằng, một khi dẹp xong Đại Chu, bản đồ Bắc Mạc chúng ta rộng hơn một nửa, đó là công lao nhà họ Tần chúng ta, cũng là thiên thu muôn đời của nhà họ Tần chúng ta, vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Lúc đó chẳng phải con cũng muốn cái này sao? Chẳng lẽ con không muốn thông cáo thiên hạ, Tần Châu con là một nữ tử, cũng có thể hoàn thành nghiệp lớn sao? Tần Châu nhìn khuôn mặt tức giận kích động của tổ phụ, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Đúng thế, đây là lý tưởng của nàng ta, nhưng mà, lý tưởng của nàng ta không phải dẫm trên đám xương trắng của dân chúng Bắc Mạc mà đi. Nàng ta yêu Bắc Mạc, hy vọng có thể mở rộng ranh giới Bắc Mạc, nàng ta muốn vì dân chúng Bắc Mạc mà giành lấy một phần đất đai phì nhiêu, hy vọng bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, không phải chịu nổi khổ lang bạt. Nhưng mà, như bây giờ, nếu như nàng ta muốn hoàn thành việc lớn, phải hy sinh tính mạng của rất nhiều dân chúng, khẩu phần lương thực của dân chúng cũng mang đi đánh giặc, bệnh dịch không quan tâm, đây là điều nàng ta muốn sao? Tổ phụ, chúng ta không thể làm như vậy. Đời này của Tần Châu, chưa từng trái ngược với tổ phụ, đây là lần đầu, trong lòng nàng ta rất khổ sở, nhưng mà, nàng ta không thể không làm vậy. Tần lão tướng quân gần như không tin nổi vào lỗ tai mình cái gì. Con không thể làm vậy, ngay cả lời ta nói con cũng không nghe sao. Ông ta nhất thời kích động, đàm xông lên, ông ta ho khan, ho đến chảy nước mắt. Tổ phụ, Tần Châu vội vàng võ võ lưng ông, ngài làm sao vậy? Ông cụ Tần ho đến gặp người, vất vả dừng lại nghỉ một lát, sau đó đẩy nàng ta ra, cái đồ cháu gái bất tài này, cút ngay. Tần Châu khổ sở nhìn ông ta, tổ phụ. Nếu như ngươi còn gọi ta một tiếng tổ phụ, nhất định phải nghe ta. Ông cụ Tần sau khi kích động, sắc mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ ngầu, khát vọng và tham lam trong mắt cũng hiện ra. Tần Châu trầm mặc, không biết nên nói rõ với tổ phụ thế nào. Xem ra, tổ phụ và hoàng thượng đã đứng cùng trận tuyến rồi, nhưng sao tổ phụ có thể hồ đồ như vậy chứ? Tổ phụ vẫn luôn dạy bảo, thân lại đại tướng quân, phải lấy dân làm đâu. Nhưng bây giờ, ông lại hy sinh dân chúng. A Châu! Ông cụ Tần thấy nàng ta trầm mặc cũng bình tĩnh lại, đời này của tổ phụ, mưu cầu không nhiều, chỉ hy vọng có thể vì Bắc Mạc mở rộng ranh giới, tâm nguyện này nếu không đạt thành, tổ phụ chết cũng không nhắm mắt,
cha con anh con đều không bằng con, tổ phụ chỉ có thể trông cậy vào con, biết không? Hy vọng con đừng để tổ phụ ôm hận mà đi. Trong lòng Tần Châu hỗn loạn, một bên là tổ phụ mà nàng ta kính yêu, một bên là Bắc Mạc dân chúng, hiếu và nghĩa, bỏ lấy thế nào? Trung và nhân, làm sao cần đối? Nghe lời tổ phụ, vào cung thỉnh chỉ xuất chinh, thay Bắc Mạc lập nên chiến công thiên thu này. Tần Châu ngẩng đầu dậy, tổ phụ, bảo con vào cung thỉnh chỉ, là ý của ngài hay ý của hoàng thượng? Cũng không khác lắm, dù là ý của ai cũng như vậy, quan trọng nhất là con muốn đi. Ông cụ Tần có chút mất tự nhiên. Là ý của hoàng thượng, đúng không? Tần Châu nhìn chằm chằm vào ông. Hôm nay hoàng thượng phái người đến, ý là, muốn cho con vào cung thỉnh chỉ, lúc này hoàng thượng hạ chỉ xuất chinh, sẽ gặp công kích của phái chủ hòa, chỉ có đại tướng quân như con vào cung thỉnh chỉ, mới có thể để hoàng thượng đặt mình bên ngoài. Tần Châu đột nhiên tức giận, nếu là ý của hoàng thượng, vì sao hoàng thượng muốn đặt mình bên ngoài? Tổ phụ, lần này con đi, không phải là vì lập chiến công cho Bắc Mạc, dù sao con cũng sẽ trở thành tội thân của Bắc Mạc. Sao có thể, nếu như con chiến thắng quay về, ai sẽ truy cứu con? Tất cả mọi người đều sẽ chỉ tôn kính con, thổi phồng con. Không phải, đầu óc Tần Châu không hồ đồ, thực tế, trải qua lần ám sát vừa rồi, đầu óc của nàng ta đã tỉnh táo rất nhiều, nếu con thắng, dù cho Bắc Mạc phát triển ranh giới, nhưng mà nhà họ Tần chúng ta cố ý xuất chinh, tổn hại đến an nguy của dân chúng, tội ở bất nhân bất nghĩa. Nếu con bại, là con hám công to việc lớn, hy sinh lợi ích của dân chúng, càng bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, bởi vậy, nhất định sẽ liên quan đến thanh danh nhà họ Tần chúng ta, tổn hại đến cơ nghiệp mà tổ tiên nhà họ Tần đã gây nên. Tần lão tướng quân nhìn nàng ta, nói, cho dù như thế, Tần gia vẫn là anh hùng. Tâm Tần Châu nát tan, đúng, chỉ cần đến lúc đó, con chết đi, Tần gia vẫn là anh hùng, là công thần. Tần lão gia tử trầm mặc, rất lâu, ông nói khẽ, thân là con gái Tần gia, con vì thanh danh sự nghiệp Tần gia hy sinh, là bổn phận của con. Tần Châu phẫn nộ nắm tay, những năm này con làm còn ít sao? Người Tần gia, bây giờ có ai không phải uống máu của con? Tần lão gia tử đứng lên, âm lãnh nói, lão phu cảnh cáo con, lúc này, con đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, lão phu đã đồng ý với Tào Hậu, hôm nay ngươi nhất định sẽ vào cung thỉnh chỉ, nếu như con không đi, lão phu đành cầm ấn soái xuất chinh. Ông, Tần Châu bi ai nhìn ông ta, tổ phụ, con cũng là cháu gái của ngài. Ngài không thể thương tiếc con một chút sao? Tổ phụ thương tiếc con, nhưng mà, gia nghiệp Tần gia chúng ta, nhất định phải truyền thừa xuống, đệ đệ của con đã lớn, lúc này con dẫn nó đi, lập nhiều chiến công, có một phần của con, cũng có một phần của đệ đệ con, đến lúc đó, Tần gia cũng có người kế tục. Tần Châu ngơ ngác một chút, đột nhiên cười ha ha, cười đến ra nước mắt, được, được, con thật không ngờ, ngày xưa tổ phụ nói con là hy vọng của Tần gia, chỉ là dụ dỗ con mà thôi. Mục đích cũng chỉ là vì muốn con thay đệ để kiến công lập nghiệp, để hắn kế thừa gia nghiệp họ Tần, con là ngu ngốc tin người. Tần lão tướng quân thấy nàng ta gần như điên lên, giận dữ con nhìn xem con có dáng vẻ gì. Đó cũng là đệ đệ của con vì nó làm chút chuyện không được sao? Được, 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 Tần Châu nói liên tục ba tiếng được, lùi về sau một bước, ánh mắt vụn vỡ, bây giờ con sẽ vào cung, như người mong muốn. Vẻ mặt Tần lão tướng quân vui vẻ, tố phụ tiến cung với con. Tần Châu giận dữ quát một tiếng, cút ngay, ông cái lão già này, từ lúc này trở đi, ta với mấy người, vĩnh viễn không thể đi cùng nhau. Tần lão tướng quân giận dữ, ngươi, dám vô lễ với tổ phụ như thế. Đời này Tần Châu ta, vì Tần gia mà xấu hổ. Tần Châu nói xong, xoay người đi ra ngoài. Ông cụ Tần tức giận vọt lên cổ, ông ta tự tay vịn ghế, đột nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển. Bỗng trước mắt tối sầm, ngã xuống. Lão tướng quân, hạ nhân vội vàng tiến lên. Tần Châu đã chạy ra, nghe thấy người làm kêu lên, nàng ta quay đầu lại, thấy tổ phụ té xỉu trên đất. Nàng ta do dự một chút, vân chạy về. Mời đại phu, Tần Châu sắp xếp. Dạ, người làm vội chạy ra ngoài. Tần Châu nâng Tần lão tướng quân dậy, trong lòng vẫn tức giận khó chịu như trước, nhưng mà, đến cùng vẫn là tổ phụ đã tôn kính nhiều năm. Nhất thời không dứt bỏ được. Người làm khiêng Tần lão tướng quân về phòng, đại phu nhanh chóng đến. Sau khi khám bệnh, lại hỏi người chăm sóc lão tướng quân, sắc mặt đại phu nghiêm trọng. Sao thế? Tần Châu hỏi. Đại phu liếc nhìn nàng ra, đại tướng quân, ra ngoài nói chuyện. Tần Châu nhìn vẻ mặt ông ta nghiêm trọng, trong lòng trầm xuống,
đứng dậy đi ra ngoài với ông ta. Chương 593, đây là báo ứng của ngươi. Hai người đi tới ngoài cửa, lùi ra trước hành lang, đại phu nhìn Tần Châu, nghiêm nghị nói, đại tướng quân, lão hủ nghi ngờ lão tướng quân bị bệnh dịch. Tần Châu chấn động, bệnh dịch, sao lại thế, tổ phụ chưa từng đi ra ngoài, không có tiếp xúc với bệnh nhân bị bệnh dịch, sao có thể dính đến dịch bệnh được. Lão hủ đã từng điều trị bệnh nhân bị dịch bệnh, đồng thời xuất hiện triệu chứng nhiệt độ cao, ho khan, mắt đỏ, thở gấp, vô cùng nguy hiểm, đến nay không có thuốc chữa. Đại phu nói, không thể nào, bệnh dịch này cũng phải tiếp xúc với bệnh nhân bị dịch bệnh, tổ phụ chưa từng tiếp xúc, sao lại bị bệnh dịch. Tần Châu vẫn chưa tin. Đại phu xua tay, đây là lời nói của lão hủ, nếu tướng quân không tin thì mời đại phu đến nhà, hoặc vào cung mời ngự y ra, lão hủ bất tài. Có lẽ là phán đoán sai, cáo từ, cáo từ. Đại phu nói xong liền đi vào lấy hòm thuốc rồi đi ngay, ngay cả đơn thuốc cũng không kê. Tần Châu sững sờ, sao tổ phụ lại bị bệnh dịch? Cái này nhất định phải tiếp xúc với bệnh nhân bị dịch thì mới có thể bị truyền nhiễm chứ. Tần Châu không tin, gọi hạ nhân, mang lệnh bài của ta đi vào cung mời ngự y. Đương kim hoàng đế cho Tần Châu đãi ngộ đặc thù. Cầm lệnh bài của nàng ta đến bất kỳ nơi nào cũng đều thông hành không có trở ngại. Về phân ngự y trong cung, tại một yến hội chính thức hoàng đế đã từng tuyên bố rằng Tần gia có thể sử dụng ngự y trong cung, chỉ cần cầm lệnh bài vào thì xin cứ tự nhiên. Sự ân sủng của hoàng đế đối với Tần gia khiến các võ tướng Bắc Mạc không một ai là không phấn chấn, bởi vì chỉ cần hoàng thượng coi trọng võ tướng thì họ sẽ có ngày nổi danh. Bây giờ, Tần Châu nhớ tới những đãi ngộ đặc thù này chỉ cảm thấy thật hài hước đáng thương. Đúng vậy, hoàng thượng ân sủng nàng ta khiến thiên hạ yêu thích và ngưỡng mộ, dù là tướng cũng thế, binh sĩ cũng vậy, đều dùng hết máu trong cơ thể để đổi lấy những vinh hạnh đặc biệt kia. Tỉnh táo lại, nàng ta cũng chậm rãi ngồi xuống, truyền thị vệ thân cận đến, dặn dò, người đi tìm hiểu một chút, xem có phải thái tử đi Đại Chu không. Thị vệ A Cảnh do dự một chút, nói, tướng quân, thái tử vẫn ở kinh đô. Tần Châu nhắm mắt lại, thở dài một cái. Nghiêm nghị cười khẩy một tiếng, đi hỏi thăm một chút, là ý của hoàng hậu hay là ý của hoàng thượng. A Cảnh nói khẽ tướng quân, nhưng thật ra là ý của ai thì đều không có gì khác nhau, thái tử còn ở kinh đô, chúng ta ắt sẽ thất tín. Đúng vậy, chúng ta thất tín, nhưng Đại Chu đột kích cánh phải ta. Tần Châu bỗng nhiên đứng lên, cả người lộ vẻ sốt ruột, bất an, ngươi lập tức đi thăm dò một chút, cánh quân phải bị đột kích là xảy ra chuyện gì? Rõ. A Cảnh nhận mệnh mà đi. Cả người Tần Châu đều hơi run lên, chuyện xảy ra ngày hôm nay lật đổ niềm tin của nàng ta. Nàng ta vẫn cho rằng mình đúng là niềm tự hào của gia tộc, dù sao bây giờ Tần gia cũng dựa vào nàng ta mới có thể đứng sừng sững không ngã đổ. Nhưng không ngờ nàng ta chỉ là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Tất cả những gì nàng ta cần phải làm là nâng đỡ em trai, thay thế chèo chống Tần gia, mà nàng ta nên là người hy sinh vì Tần gia. Nàng ta dùng máu tươi đổi lại mọi thứ, đều không có cái gì của nàng ta. Sự thật này quá mức tàn nhẫn. Tần lão tướng quân chậm rãi tỉnh lại, ho khan một tiếng. Tần Châu quay đầu, nhìn ông ta từ xa. Tần lão tướng quân cũng nhìn nàng ta, sau đó giơ tay đuổi người xung quanh. A Châu, ngươi làm tổ phụ rất thất vọng, tổ phụ vốn cho là ngươi sẽ làm theo lời của tổ phụ. Giọng nói của ông ta rất mệt mỏi, trần đầy thất vọng. Tần Châu vô cảm, tổ phụ thất vọng là vì cảm thấy cho dù ta biết sự tàn nhẫn phía sau thì cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. Tần gia có ai mà không phải hy sinh, nhìn tấm bảng hiệu trước cửa phủ kia đã nhiễm bao nhiêu máu của tổ tiên chúng ta. Thế ra quân đội hiển hách, đều là dùng máu tươi và sự hy sinh đổi lại. Chẳng lẽ ngày xưa tổ phụ không phải giống ngươi, chiến đấu đẫm máu để đổi lấy thành tích chói lọi cho Tần gia sao? Tần Châu bỗng nhúc nhích, nhưng khuôn mặt vẫn bướng bỉnh, lạnh lùng như cũ. Nàng ta có thể hy sinh, nhưng nàng ta không thể phản bội dân chúng Bắc Mạc. Trung quân ái quốc, trước hết nàng ta phải làm được ái quốc và yêu dân thì mới là trung quân. Tần Châu nói khẽ, đã vào cung mời ngự y, tổ phụ nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài hít thở một lát. Đáy mắt Tần lão gia tử tức giận nhưng ông ta cố gắng nén xuống, không nổi giận. Tần Châu đi ra ngoài thì gặp em trai Tần Báo đang ngồi ngoài sân, thấy nàng ta ra liền hỏi tổ phụ thế nào. Tần Châu nhớ tới lời nói của tổ phụ, hờ hững lạnh lẽo với hắn ta, chỉ thản nhiên nói, ngươi tự mình đi vào. Tần Báo nở nụ cười, đúng là vô cùng thê lương, ta nghe được những gì hắn nói với ngươi, ta không muốn đi vào.
Tần Châu khẽ giật mình, vì sao? Hắn lo lắng hết lòng, ngấm ngầm bày mưu tính kế vì ngươi, ngươi hẳn là nên cảm ơn hắn. Tần Báo cười khẩy một tiếng, thật sao? Hôm nay hắn có thể vì gia tộc mà hy sinh ngươi, sau này sẽ không hy sinh ta. Danh dự cái gì, hiển hách cái gì, ta đều không cần, thứ ta muốn xưa nay chưa bao giờ là những thứ kia. Tần Châu vẫn luôn coi thường người em trai này, bởi vì hắn ta thật sự không có tiên đồ, từ nhỏ đã thấy tổ phụ ép buộc hắn ta luyện võ, học văn, nhưng thành tích của hắn xưa nay chưa bao giờ làm tổ phụ tự hào. Cho nên những năm gần đây nàng ta cũng thật sự cho rằng tổ phụ gửi gắm tất cả hy vọng của gia tộc lên trên người nàng ta. Vậy ngươi muốn cái gì? Giọng nói Tần Châu dịu đi một chút. Tần Báo nhìn nàng ta, trong mắt có chút đau đớn, còn nhớ khi còn bé, ngươi, ta, và cả đại ca lén đi ra ngoài đào chuột đồng, trộm quả không? Điều ta muốn là ba huynh muội chúng ta vẫn như trước kia. Trong lòng Tần Châu bỗng nhiên đau xót, ký ức hồi nhỏ dâng lên trong đâu, muốn quay lại không được. Đại ca chết rồi. Nàng ta chưa từng nghĩ đến Tần Báo không có tiền đồ chỉ là vì hắn không có yêu cầu cao đối với cuộc sống, hắn vẫn luôn nhớ về tuổi thơ vui vẻ. Trên con đường họ đi đều mất phương hướng, Tần Báo vẫn bảo vệ ý muốn ban đầu. Tần Báo từng bước đi tới, nhìn nàng ta, giọng nói đã nghẹn ngào, đã không còn đại ca, ngươi cũng muốn chết sao? Tần Châu bỗng nhiên quay người, che miệng thút thít. Đã nhiều năm như vậy, dù có cực khổ hơn nữa và bị tra tấn thế nào nàng ta cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì tổ phụ đã từng nói, mặc dù nàng ta là nữ tử, nhưng tất cả người dân Bắc Mạc đều sẽ chỉ coi nàng ta như anh hùng thì không có nước mắt. Sự nghẹn ngào của em trai giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm xuyên lòng nàng ta. Tỷ, Tần Báo bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng ta có thể cảm giác được thân thể của hắn ta đang run rẩy, hắn ta đang sợ, ngươi đừng đi đánh trận. Trở về đi, mỗi một lần ngươi đi, ta đều sợ ngươi sẽ không về được nữa. Tần Châu ngẩng đầu, ép nước mắt lại, hít thở sâu một hơi, đưa tay vỗ một cái vào mu bàn tay của hắn ta, sau đó đẩy hắn ta ra rồi nhanh chân rời đi. Nàng ta đã không có cách nào ở trước mặt bất kỳ ai thể hiện sự yếu đuối của nàng ta không thể yếu ớt. Gia tộc này còn đặt trên vai của nàng ta. Tần Báo nhìn bóng lưng của nàng ta, lau nước mắt rồi đi vào phòng. Hắn ta chán ghét nhìn người trên giường, người này cả một đời độc đoán, khống chế. Hồ đồ, hồ đồ. Tần lão tướng quân nhìn hắn ta, vừa rồi nghe được hai chị em nói chuyện, ông ta vô cùng tức giận nhưng không thể đứng dậy được. Nàng ta làm mọi thứ cũng là vì ngươi, góp một viên gạch cho tương lai của người. Ngươi thân là con trai trưởng của Tần gia, muốn thừa kế sự vinh quang của gia tộc, nếu không có nàng ta, với năng lực của ngươi thì có thể làm cái gì? Tần Báo lạnh lùng nói, ta không muốn nàng hy sinh vì ta và ngươi không giống nhau, trong lòng ngươi không có máu mủ tình thân, nhưng ta có. Đại phu nói ngươi mắc bệnh dịch, đây là báo ứng của ngươi. Nói xong, hắn quay người đi. Chương 594, Tần Châu thay đổi. Tần lão tướng quân tức giận đến phát run, ngươi nguyền rủa tổ phụ ngươi như vậy, trong mắt ngươi có máu mủ tình thân sao? Lúc ngự y tới, Tần gia không có ai trông coi ở trong phòng ông ta. Chỉ có đầy tớ. Sau khi ngự y khám bệnh, vẻ mặt khiếp sợ nói, lão tướng quân, gần đây ngài đi đâu? Đã từng đi qua vùng dịch chưa? Không có, lão phu chưa từng đi qua. Tần lão tướng quân nghe ngự y nói như vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, người nghi ngờ lão phu bị bệnh dịch. Triệu chứng giống nhau, ngự y trầm giọng nói. Không có khả năng, Tần lão tướng quân rất kích động, có phải ngươi phán sai bệnh hay không? Hạ quan kê cho ngài hai loại thuốc trước. Nếu như uống thuốc không có bất kỳ tác dụng gì thì là 8-9 phần 10. Ngự y nói. Tần lão tướng quân kích động nói, có phải Tần Châu cố ý bảo ngươi nói như vậy hay không? Ngự y kinh ngạc, lão tướng quân, ý của ngài là gì? Tần đại tướng quân sao có thể bảo hạ quan nói như vậy chứ? Ngự y dừng một chút, bỗng nhiên lại hỏi, lão tướng quân có từng tiếp xúc với Trấn Quốc Vương gia không? Hắn cũng bị bệnh dịch. Cái gì? Tần lão tướng quân chấn động, hắn cũng bị bệnh dịch. Hắn nhớ tới trước đó từng gặp Trấn Quốc Vương gia, hẳn là bị hắn ta lây bệnh. Ngự y thấy ông ta giật mình, vẻ mặt lo lắng liền biết ông ta từng tiếp xúc với Trấn Quốc Vương gia, như vậy bệnh này không chẩn đoán sai. Tuy nhiên, hắn ta an ủi, lão tướng quân đừng quá lo lắng, uống thuốc trước đã. Tần lão tướng quân sững sờ cả người, đây là chuyện ông ta không ngờ tới. Lão tướng quân gần đây từng tiếp xúc với ai? Ngự y đột nhiên hỏi. Sắc mặt Tần lão tướng quân trắng bệch,
gần đây ông ta từng tiếp xúc với ai? Hoàng Thái Hậu. Hôm đó, ông ta vào cung đi tìm Hoàng Thái Hậu. Thật ra Tần Châu chờ ở bên ngoài, sau khi ngự y đi ra, Tần Châu hỏi, có phải bệnh dịch không? Ngự y nói, đại tướng quân, cơ bản có thể chẩn đoán chính xác, là bệnh dịch. Sắc mặt Tần Châu tái nhợt, bệnh dịch, đến nay vẫn chưa có cách chữa trị. Đúng vậy, nghe nói Nhiếp Chính Vương phi cho đơn thuốc, Hoàng thượng đốt đơn thuốc đi. Ngự y nói, Hạ Thương Mai. Trong lòng Tần Châu rất xoắn xuýt, Hạ Thương Mai này rốt cuộc có thể tin được hay không? Những lời Tào Hậu nói, những lời Nghỉ Phi nói, những lời Sai Nha nói, vẫn luôn lặp đi lặp lại vang lên trong đầu nàng ta. Bản tướng đưa ngươi hồi cung, Tần Châu cảm thấy nàng ta nhất định phải vào cung một chuyến, Tào Hậu gọi nàng ta vào cung xin ý chỉ xuất chinh, nhưng... Tần Châu vào cung, không đi gặp Hoàng đế, mà là đi vào cung Tào Hậu. Tào Hậu thấy nàng ta tới thì tỏ ra rất vui vẻ, tố phụ ngươi nói với ngươi chưa? Tần Châu nhìn nàng ta, nói rồi. Đây là cơ hội tốt của chúng ta, một khi ngươi lập chiến công trở về, vị trí của ngươi sẽ cao hơn một bậc, vị trí phái chủ chiến của chúng ta không ai có thể dung chuyển được. Đội hình xếp hàng của Bắc Mạc được chia hết sức rõ ràng, Tần Châu là nhân vật đứng đầu phái chủ chiến, cùng Tào Hậu và Trấn Quốc Vương gia cũng gọi là ba đại thân của phái chủ chiến. Cho nên Tào Hậu cho rằng Tần Châu cũng sẽ nắm chắc cơ hội lần này. Bây giờ Thái tử Điện Hạ ở đâu? Tần Châu không trả lời, ngược lại hỏi. Thái tử, Tào Hậu hơi ngẩn ra, người hỏi cái này làm gì? Thái tử không đi Bắc Mạc thật sao? Tần Châu hỏi. Tào Hậu lạnh mặt xuống, Tần Châu, chuyện này ngươi không cần quan tâm, cho dù không phải Thái tử đi Đại Chu thì cũng là hoàng tử, là nhi tử của hoàng thượng. Là nhi tử của hoàng thượng, không phải là nhi tử của hoàng hậu. Tần Châu nhíu mày, hoàng hậu làm ta thất tín với Mộ Dung Khanh, hãm ta vào bất nghĩa. Tào Hậu lạnh lùng nói, bất nghĩa. Ngươi nói đến bất nghĩa với tướng của địch quốc, cái gọi là binh bất hiếm trá, hiện tại mặc dù ngưng chiến, nhưng bản cung cho rằng bây giờ vẫn đang đánh trận, chỉ là ra chiến trận không phải tướng sĩ mà là ngươi, ta, là Mộ Dung Khanh, là Hoàng đế Đại Chu. Hoàng hậu, Tần Châu tỏ ra rất thất vọng không nói ra được, ta vẫn cho rằng Hoàng hậu hẳn là có mấy phần tôn trọng đối với ta, nhưng ngươi để ta ưng thuận lời hứa với Đại Chu rồi lại lật lọng, thậm chí cũng không nói với ta một tiếng. Ngươi làm cho ta rất chột dạ, rất đối lý với Mộ Dung Khanh. Tại sao ngươi phải đối lý? Tần Châu, bản cung không rõ vì sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy, ngươi có chuyện gì rồi? Đi mộc trại một chuyến cũng bị Hạ Thương Mai mua chuộc lòng người sao? Hoàng hậu nghiêm túc nói. Tần Châu vẫn không trả lời, để cho ta xin ý chỉ xuất chinh là ý của Hoàng thượng thật sao? Hoàng hậu tức giận, ngươi đừng quan tâm là ý của ai, tóm lại ngươi cứ làm theo lời nói của bản cung. Tần Châu chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Những năm qua, Tần Châu chiến công hiển hách, rất được hoàng đế coi trọng, đây là hoàng sủng, nhưng thực tế rất nhiều người đều biết, hoàng thượng cũng phải dựa vào Tần gia mới có thể củng cố địa vị. Bởi vì Bắc Mạc rất nhiều người hiếu chiến, lòng lang dạ thú. Long ỷ của hoàng đế dĩ nhiên là ngôi không vững. Nhưng Tần Châu vẫn luôn tỏ ra vô cùng khiêm tốn, không hám công to, thích việc lớn chút nào. Điều này làm cho Hoàng đế và Tào Hậu đều cho rằng rốt cuộc thì Tần Châu chỉ là nữ tử, lòng dạ không đủ hung ác, có thể bị họ tùy tiện lợi dụng. Tuy nhiên đế hậu vẫn luôn sai, nàng ta là nữ tử, nhưng không phải nàng ta không đủ hung ác, nàng ta chỉ là không muốn tranh đoạt. Hoàng hậu phái người ám sát ta, Tần Châu hỏi. Tào Hậu khẽ giật mình, ngươi nói bậy bạ gì đó. Sao bản cung lại phái người ám sát ngươi? Ngươi phái tới ngụy trang thành người Đại Chu. Là muốn giá họa cho Mộ Dung Khanh. Tần Châu lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt Tào Hậu tức giận, người nói hưu nói vượt. Nhưng sâu trong lòng lại thâm giật mình, sao nàng ta lại biết? Những người đó vẫn chưa hành động. Hoàng hậu không thừa nhận cũng không sao, chuyện này ta cũng không có ý định truy cứu. Làm phiên Hoàng hậu chuyển cáo đến Hoàng thượng, dịch bệnh chưa được tiêu trừ, ta sẽ không ra chiến trường. Tần Châu nói xong, phất tay áo bỏ đi. Đây là lần đầu tiên nàng ta bất kính với Tào Hậu như thế, Tào Hậu gần như không thể tin được sự thay đổi của Tần Châu. Mà ở một bên khác, Mộ Dung Khanh đang trên đường đi Huệ Thành, bây giờ Long Lão tướng quân đang ở Huệ Thành. Vương gia, sát thủ đã trở về Tô Thanh dục ngựa đuổi theo, nói. Mộ Dung Khanh nhếch môi, tốt, bên Tần Châu có phản ứng gì? Nàng ta quả thật tưởng rằng người của Hoàng hậu, Tô Thanh cười. Suy nghĩ nàng ta bị loạn. Sẽ phán đoán sai lầm. Mộ Dung Khanh nói,
Kỳ vương gia cười nói, Mộ Dung huynh thật hiểu rõ Tần Châu. Không phải hiểu rõ Tần Châu, là hiểu rõ lòng người. Mộ Dung Khanh tự phụ cười một tiếng, nhưng lập tức lại có chút nhục chí, chỉ là, cho dù bản vương có năng lực, không phải cũng bị kỳ vương ngươi tính kế một đường sao. Còn nhắc đến chuyện này, kỳ vương chột dạ cười một tiếng, đều đã qua, không nhắc tới nữa, không nhắc tới nữa. Sau này còn phải tính sổ cẩn thận, Mộ Dung Khanh liếc xéo hắn ta một cái. Tính sổ, không tính sổ, chờ sau khi giải quyết mọi chuyện xong, đây chính là thẻ bài chàng dùng để ép kỳ vương nhượng bộ. Kỳ vương nhìn Mộ Dung Khanh tràn đầy tự tin, thật ra trong lòng hắn ta không chắc, bởi vì Long Lão Tướng Quân không hỏi tới chuyện trong chiêu, trước đó hắn ta đi qua mấy lần, Long Lão Tướng Quân cũng đều không gặp hắn ta, lần này luận võ chọn rể, người ta là thật tâm thực lòng tuyển chọn cháu rể, họ lại đi quấy nhiễu một trận, đến lúc đó chỉ sợ sẽ chọc giận Long Lão Tướng Quân, hình thức ngược lại không ổn. Đúng rồi, kỳ vương, rốt cuộc là ngài làm cái gì với thái tử? Tô Thanh hỏi. Chương 595, song kiếm hợp bích. Kỳ vương không khỏi cười nói, không có làm cái gì hết, chỉ là nói cho hắn ta biết ngày thọ của Hoàng Thái Hậu đã sắp đến rồi, bà ấy nói là thích những hạt ngọc trai tươi sáng đến từ Đông Hải, hắn ta vì để lấy lòng Hoàng Thái Hậu, đã vội vàng đến Đông Hải tìm kiếm ngọc trai. Kỳ vương nói vô cùng thờ ơ, nhưng mà Tô Thanh biết không phải là đơn giản như vậy. E là có cái gì đó đang chờ thái tử ở Đông Hải. Trước kia cảm thấy thái tử Đại Chu là phế vật, không nên thân thiết, nhưng mà thái tử Bắc Mạc này là càng phế vật hơn nữa, còn độc ác vô tình, có không ít nữ tử ở trong kinh gặp phải độc thủ của hắn ta. Đến Đông Hải, tháo bỏ xuống một cánh tay của hắn ta cũng tốt, một cái chân cũng tốt, dù sao thì cũng phải cho hắn ta chút bài học. Sau khi Tào Hậu đi rồi, hai người lại gặp Hoàng đế, thông báo cho Hoàng đế về thái độ của Tần Châu. Hoàng đế giận dữ, đúng lúc này lại nhận được tin báo của quân Đại Chu ép đến từ nơi xa khoảng 20 dặm. Hoàng đế Bắc Mạc luống cuống vội vàng hạ chỉ truyền triệu Trấn Quốc Vương gia và Lão Tướng Quân vào cung, lại nhận được tin tức cả Trấn Quốc Vương gia và Lão Tướng Quân đều bị bệnh. Truyền ngự y nói hai người đều đã mắc bệnh truyền nhiễm. Hoàng thượng, tại sao Vương gia với Lão Tướng Quân lại cùng nhau mắc phải bệnh chứ, còn có Tần Châu kia nữa, bỗng nhiên lại thay đổi thái độ, chuyện này quá kỳ lạ. Tào Hậu nói, Hoàng đế Bắc Mạc nâng lên khuôn mặt dữ tợn, Hạ Thương Mai nói không sai, dịch bệnh đã hoàn toàn bạo phát rồi. Sao à, Tào Hậu hốt hoảng. Trong khu bệnh dịch đã bẩm báo là số người tử vong càng ngày càng cao, từ lúc động đất đến nay đã có 100.000 bách tính chết bởi vì động đất và dịch bệnh, đây vẫn là số ước tính mà thôi. Hoàng đế thấp giọng nói, tại sao lại có thể nói như vậy? Từ khi Thương Mai đến thì tình hình bệnh dịch vẫn còn chưa có nghiêm trọng như vậy. Tại sao nàng ta đến đây rồi thì tình hình dịch bệnh lại còn tăng thêm? Tào Hậu không hiểu mà hỏi. Gương mặt Hoàng đế u ám, không phải là do Hạ Thương Mai dở trò, nàng ta không có năng lực lớn như vậy đâu. Vậy thì như thế nào? Tào Hậu buồn bực nói, bây giờ nạn dân đều đã tràn vào trong kinh thành rồi, có thể ngăn cản được bao lâu nữa? Hoàng đế lạnh lùng cười, không cần phải ngăn cản đâu, đều đã sắp xếp cẩn thận rồi. Sắp xếp như thế nào? Tào Hậu không hiểu. Nhìn thấy vẻ mặt rất ngoan độc của Hoàng đế, nàng ta bỗng nhiên đã hơi hiểu rồi, ý có Hoàng thượng là sắp xếp nạn dân ở cùng một chỗ, rồi sau đó. Không sai, sau đó phong tỏa toàn bộ An Thành, Khí Thành và La Huyệt, bất cứ người nào cũng không được vào, và cũng không ai có thể được bước ra, một người bước ra thì giết một người, như thế thì không đến nửa tháng, tất cả bệnh nhân bị bệnh cũng sẽ mất tích, tình hình bệnh dịch cũng sẽ tốt hơn. Giọng nói của Hoàng đế âm trầm. Đây là giết cả thành. Tào Hậu vui vẻ nói, chủ ý hay, còn có thể tiết kiệm được quân số đưa ra biên quang. Ừ, chỉ là phải làm chút gì đó ở bên phía Tần Châu thôi. Hoàng đế suy nghĩ một chút, Lão Tướng Quân sợ là không thể khống chế được nàng ta. Tào Hậu nhìn Hoàng đế, hạ giọng nói, có lẽ là Tần Châu nên phải đối lại, bây giờ Tào Tập cũng ra hồn rồi. Hoàng đế giận dữ mắng mỏ, hồ đồ, Tần Châu của hiện tại vẫn còn là Tần Châu lúc trước đã được đề bạc. Nàng cũng đừng có nghĩ là muốn tiến cử Tào Tập, hắn ta vẫn còn chưa đủ tài năng, cách Tần Châu ra xa một chút. Tào Hậu rụt lại, nhưng mà bây giờ phải làm sao đây, đại quyền ở trong tay của nàng ta, nếu như làm phản. Tào Hậu không dám nói tiếp. Hoàng đế thật sự không hiểu rõ tại sao cục diện lại thay đổi nhanh như vậy, rõ ràng là ông ta đang nắm quyền chủ động, đến bây giờ lại trở nên bị động như thế. Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai đã làm cái gì? Rõ ràng là không làm cái gì hết, chỉ là phát tán một chút lời đồn,
thế mà tại sao Tần Châu lại tin tưởng bên kia vậy chứ? Đây là người mà ông ta đã trọng dụng 10 năm trời. Trong chuyện này, rốt cuộc là đã xảy ra sai sót ở đâu? Lẽ nào là ông trời thật sự muốn diệt ông ta? Hành động thanh trừ nhất định phải lập tức tiến hành, thừa dịp lời đồn vẫn còn chưa truyền đi rộng rãi, những châu phủ khác còn không biết chuyện này nhất định phải thực hiện cấp bách. Hoàng đế đã quyết định, còn nữa, giết chết Hạ Thương Mai, như thế thì Tần Châu sẽ không bị nàng ta mê hoặc nữa. Ở bên phía Mộc Trại xử lý như thế nào đây? Tào Hậu hỏi. Hoàng đế rít một chữ từ trong kẽ răng, đốt. Tào Hậu gật đầu, chuyện này, để Tào Tập đi làm. Tào Tập là đệ đệ của nhà mẹ đẻ nàng ta, những năm gần đây nàng ta vẫn muốn tiến cử người nhà của mẹ đẻ, nhưng mà cho dù Hoàng thượng vô cùng coi trọng và tin tưởng nhưng mà lại không chịu dùng người của Tào gia. Để hắn ta làm đi, rốt cuộc Hoàng đế cũng đã thả lòng. Tào Hậu mỉm cười đứng dậy, cúi người, vâng, thân thiếp sẽ sai người đi truyền chỉ. Bây giờ Tào Tập chỉ vừa đảm nhận một chức quan nhàn rỗi trong binh bộ, vẫn luôn không được trọng dụng. Là chưa có chí lớn, vẫn luôn không giãn ra, đây là bản thân của hắn ta cho rằng như vậy. Loại người này tích lũy chí lớn một hồi lâu, một khi đã đạt được con đường để phát triển thì rất là ghê gớm. Thương Mai biết rằng chiếc chìa khóa vàng chính là Kim Tiền Thảo, rất kích động, cô nhanh chóng chạy lên trên núi. Nhưng mà giống như lời của Lâm Đan đã nói, Bắc Mạc khí lạnh, nhưng mà Kim Tiền Thảo thì sinh trưởng ở nhiệt đới hoặc là Á nhiệt đới, cho nên chạy lên ngọn núi vậy mà vẫn không tìm được. Bây giờ dựa vào dược liệu do triều đình cung cấp thì không thể nào, nhưng mà dù sao thì Thương Mai cũng phải lấy trước được một chút dùng để làm thí nghiệm. Cho nên cô đành phải để cho người ta truyền lời gọi Cao Phụng Thiên hỗ trợ mua chìa khóa vàng lên. Nhưng mà Cao Phụng Thiên còn chưa có được chìa khóa vàng, hắn đã tự mang người đến đây. Vương gia ra lệnh cho ta đến đây đón mọi người đi. Vẻ mặt của Cao Phụng Thiên nghiêm túc nói. Thương Mai hỏi, đi hả? Tại sao lại phải đi cơ chứ? Ta đang tìm thuốc mà. Hoàng đế lại có hành động lớn rồi. Cao Phụng Thiên thấp giọng nói, lần này ta đến đây để sơ tán thôn dân. Hoàng đế của Bắc Mạc thì hay lắm, muốn đốt cả thôn. Cái gì, Thương Mai hoảng sợ, sao ông ta lại có thể đưa ra quyết định này được chứ? Nơi đây có mấy nghìn người mà. Cao Phụng Thiên cười lạnh, tính mệnh của mấy nghìn người đối với ông ta mà nói là cái thá gì chứ? Ông ta đã sai người vào trong kinh thành và sắp xếp cho những nạn dân ở An Thành rồi. Ông ta đã hứa là sẽ mang thực phẩm và đại phu đến đó. Hơn nữa phong tỏa cả An Thành, Khí Thành và La Huyện, nhưng mà bất cứ người nào cũng không thể được bước chân vào. Ngoại trừ những người mang lương thực và dược vật. Đây không phải là chuyện tốt à? Thương Mai không hiểu, tập trung nạn dân, đưa lương thực, đưa dược vật, không có vấn đề gì mà. Ông ta đã phái Tào Tập đi làm những chuyện này, hơn nữa những ngày nay lương thực được tìm kiếm đã nhanh chóng di chuyển về phía biên cương rồi. Ý của ngươi là, sắc mặt của Thương Mai thay đổi dữ dội, ngươi nói rằng ông ta muốn vây khốn những nạn dân này để bọn họ chết đói. Không sai, Thanh Phi đã thăm dò tin tức. Hoàng thượng và Tào Hậu đều có quyết định này. Cơn giận bao trùm Thương Mai, cô nắm chặt hai tay, tại sao ông ta lại có thể làm như vậy, những người này đều là con dân của ông ta mà. Đối với ông ta mà nói, lãnh thổ mới là quan trọng nhất. Là do ta đã sai rồi, ta không nên để cho người khác phát tán tin tức, ta đã hại những nạn dân này rồi. Trong lòng của Thương Mai vô cùng đau đớn, nếu như không phải là cô công bố ôn dịch thì những nạn dân này cũng sẽ không tràn vào trong kinh. Người đừng tự trách mình, không có liên quan gì đến người hết, cho dù người không phát tán thì hoàng đế cũng không có ý định dừng lại, đến lúc đó ôn dịch vẫn sẽ bị phát tán như thường, bọn họ vẫn sẽ chết, chết vì bệnh, chết vì đói khát, kết quả cũng giống như vậy thôi. Cao Phụng Thiên an ủi. Thương Mai ổn định tâm trạng, bây giờ không phải là lúc để tự trách. Vương gia đâu rồi, bây giờ vương gia đang ở đâu? Thương Mai vội vàng hỏi. Vương gia đi tìm Long lão tướng quân rồi. Sau đó Long lão tướng quân sẽ bắt tay với người của phái chủ hòa để ép cung, nhưng mà nên nhắc nhở trước rằng cần thiết phải có đủ binh mã mới có thể ngăn cản quân Ngự Lâm và quân Mã Tuấn Thành. Cho nên là, điểm ấy cần phải nhờ Tần Châu. Chương 596, gặp được Long lão tướng quân. Thương Mai nhớ đến thái độ của Tần Châu, nàng ta là người của phái chủ chiến. Đúng vậy, nàng ta là người của phái chủ chiến, nhưng mà ta hy vọng là cuối cùng nàng ta có thể nghĩ cho rõ ràng, nếu như không có sự trợ giúp của nàng ta thì phân thắng của chúng ta sẽ thấp hơn rất nhiều. Cao Phụng Thiên nói. Ngươi hiểu rõ Tần Châu à? Thương Mai hỏi. Cao Phụng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không xem như là hiểu rõ cho lắm,
nhưng mà cũng biết được vài chuyện. Ngươi cảm thấy là trong lòng của nàng ta có chút lòng từ bi nào không? Trong lòng của Thương Mai ôm theo tia hy vọng, bởi vì lúc Tần Châu ở mộc trại, nàng ta nhìn thấy những bệnh nhân chịu khổ, ánh mắt của nàng ta rất đau đớn, nếu như trong lòng không có cảm xúc thì tại sao lại có ánh mắt như vậy được chứ? Không biết nữa, nhưng mà người đừng đi tìm nàng ta, con người này. Cũng có dã tâm, nàng ta cẩn thận nghe theo, cũng. Không phải là không có điều kiện, nói tóm lại là rất khó để suy đoán được, người cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cao Phụng Thiên nói, ta không đi tìm nàng ta hận ta nữa kìa. Thương Mai nhớ đến ánh mắt của nàng ta nhìn mình đúng thật là hận, dường như là nàng ta cho rằng là do mình đã hại bách tính Bắc Mạc. Nhưng mà không đi tìm nàng ta à? Nhưng mà nếu như tìm nàng ta để có chuyển biến tốt đẹp thì cô có thể đi tìm một chút. Trước tiên không cần phải quản quá nhiều đâu, lập tức dẫn người rút lui đi. Tào Tập đã sắp xếp nạn dân ở cửa thành, sắp đến mộc trại rồi. Cao Phụng Thiên nói, được rồi, để ta đi tìm Tô Mộc, may mắn là Tô Mộc tốt hơn nhiều, nếu không thì chúng ta thật sự không đủ người đâu. Thương Mai nhanh chóng chạy về. Phủ Long tướng quân. Lão tướng quân vuốt râu nhìn nam tử tuấn mỹ cuồng vọng ở trước mắt của mình, trong đôi mắt tràn đầy sự tức giận, ngươi. Không cưới là có ý gì hả? Ngươi nói rõ ràng với lão tử. Tại hạ đã thành thân rồi, cũng không thể để Long tiểu thư làm thiếp cho tại hạ được. Mộ Dung Khanh ngồi ở trên ghế, chậm rãi lau sạch cây kiếm. Hắn vừa mới thắng được hạng nhất đấu võ chiêu thân, hắn có vẻ hơi kiêu ngạo, thật là, đều là nói hắn vừa mới ra ta thì người ở bên ngoài ngay cả cơ hội tranh đoạt cũng không có, Tô Thanh và Tiêu Thác còn không tin. Ngươi đã thành thân rồi. Lần này lão tướng quân quả thật tức giận muốn nổ tung, ngươi đã thành thân rồi mà còn đến đây để so tài, ngươi rõ ràng đến đây để gây chuyện mà. Mặc dù là lão phu đã ở ẩn, nhưng mà không thể chấp nhận được có người nào dám làm càn ở trước mặt của lão phu. Ngươi đâu, lấy trường thương của ta đến đây. Người trong phủ vội vàng an ủi, lão tướng quân, người đã lớn tuổi rồi, không nên múa đao múa kiếm. Đúng vậy, chỉ là xử lý một kẻ hèn thôi, sao cần người ra tay được chứ, người phân phó một tiếng bọn nô tài sẽ chặt hắn ta ra. Vậy thì các ngươi lên đi, lão tướng quân vuốt râu tức giận nói. Nhưng mà lại không có ai lên hết, người nào cũng lui về phía sau. Lúc nãy ai cũng đã chứng kiến được võ công của cái tên tép siêu này rồi. Mười chiêu cũng chưa tới mà đã có thể đánh ngã Tôn Nhị công tử có võ công tối cao. Cũng không phải là nhất định phải ra tay. Quản gia cười một tiếng, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Một đám người không có tiên đồ, lão tướng quân tức giận nói. Mộ Dung Khanh cười, ánh mắt thờ ơ lộ ra một chút ánh sáng, được rồi Long lão à, tại hạ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ cả. Thôi, trước đó có đến bái mấy lần nhưng mà ông lại không muốn gặp. Xông vào phủ tướng quân lại thất lễ biết bao nhiêu, cho nên ta đành phải thừa dịp cơ hội Tôn tiểu thư luận võ kén rể gặp ngài một lần. Lão tướng quân hơi giật mình, nhèo mắt lại nhìn hắn, kêu lên, ngươi, chính là Mộ Dung Khanh, nhiếp chính vương của Đại Chu, là Kỳ vương đã đề cử ngươi đến đây. Cái thằng nhóc Kỳ vương đó làm thọ tỉnh công treo cổ, chán sống rồi, lại dám cùng với người của Đại Chu đến trêu đùa lão phu. Không phải là trêu đùa, Mộ Dung Khanh nhìn người ở trong sảnh. Tại hạ đã đến đây rồi, không bằng chúng ta nói chuyện với nhau đi, tại hạ đảm bảo là sau khi bàn bạc với nhau, chuyện hôn sự của Tôn tiểu thư thì tại hạ cũng sẽ ra sức giúp đỡ. Cái dám, lão tướng quân chửi ầm lên, ngươi dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy để gặp lão phu há có thể làm như ngươi mong muốn. Làm người không có nửa điểm anh minh lỗi lạc, quả thật làm nhục cho khí khái võ tướng chúng ta. Thủ đoạn này có chỗ nào bẩn vậy chứ? Không phải là rất quan minh chính đại đó à? Tại hạ đã bước vào từ cửa chính. Mộ Dung Khanh buông tay ra, được rồi, nếu như lão tướng quân đã không chê, tại hạ có thê thất, thế thì tại hạ cưới Tôn tiểu thư cũng được. Long lão tướng quân nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, thật à. Nam nhân đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, Mộ Dung Khanh nói. Được, muốn cưới Diệp Nhi nhà chúng ta, thế thì phải có thư bỏ vợ. Lão tướng quân nói. Được rồi, đợi nàng ấy đến đây, tại hạ lập tức viết thư bỏ vợ. Chỉ là vương phi của tại hạ có chút khó chơi, đến lúc đó còn phải làm phiền lão tướng quân giúp đỡ một chút. Khó chơi à, lão tướng quân vung tay lên, không sao cả, cho thêm ít bạc, đuổi đi, có khó khăn gì sao có thể khó chơi bằng. Đứa con gái của ta được. Vâng, chỉ cần cho nàng ấy đủ bạc thì chắc có thể rồi. Mộ Dung Khanh gật đầu, vẻ mặt rất thành thật. Tô Thanh và Tiêu Thác ở ngoài cửa nghe thấy như vậy thì trong đầu run lên, bỏ vợ.
Vương gia, người cho rằng đầu của người là rau cỏ hả, cắt còn có thể mọc lại nữa. Lão tướng quân đã ở ẩn, đối với chuyện trong triều hoàn toàn mặc kệ, chuyện của Đại Chu cũng không biết nhiều, có điều là ông ta mới chợt nhớ đến hình như vương phi của Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Khanh chính là Hạ Thương Mai. Ông ta thăm dò hỏi một câu, vương phi của ngươi là Hạ Thương Mai, vị thân y được hoàng thượng mời đến đó à? Đúng vậy, Mộ Dung Khanh nói, nghe nói là nàng ấy vừa mới nghiên cứu ra một đơn thuốc để chữa trị dịch bệnh. Cái gì? Lão tướng quân mở to hai mắt mà nhìn. Cái rèm nhanh chóng được nhấc lên, một thiếu nữ mặc y phục màu tím khói vội vàng chạy ra chạy đến trước mặt của Mộ Dung Khanh, ngạc nhiên nói, người nói rằng vương phi của ngươi chính là Hạ Thương Mai. Mộ Dung Khanh nhìn thiếu nữ trước mắt, chỉ nhìn thấy dung mạo của nàng ta xinh đẹp, trong mắt lại nổi lên vui sướng, gương mặt giống với lão tướng quân đến mấy phần, sau khi suy nghĩ, người này chắc là tiểu thư Long gia muốn luận võ kén rể. Long tiểu thư mặt mày đoan chính, dù không phải là vô cùng đẹp nhưng mà cũng thanh lệ động lòng người, sao lại phải luận võ kén rể vậy chứ? Đúng vậy. Long tiểu thư dậm chân, vui vẻ nói, người nhanh chóng dẫn ta đi gặp nàng ấy đi, ta rất ngưỡng mộ nàng ấy. Ngưỡng mộ à, ý mà hắn đang suy nghĩ đó à? Châu châu, Long lão tướng quân tằng hắng một cái, thận trọng. Tổ phụ, vương phi của hắn ta chính là Hạ Thương Mai đó. Long châu châu quay đầu lại, vẻ mặt rạng rỡ. Ừ, đã biết rồi. Long lão tướng quân đứng dậy nhìn Mộ Dung Khanh rồi nói, người nói đi, Hạ Thương Mai đã tìm được đơn thuốc để chữa trị dịch bệnh. Không sai, Mộ Dung Khanh nhẹ giọng nói. Vương gia, không bằng chúng ta đi vào trong đường đàm một chút đi. Lão tướng quân lại tự mình mời gọi. Dù không hỏi thế sự nhưng mà chuyện động đất, bệnh dịch, chuyện lớn như vậy sao ông ta có thể không biết được chứ? Ngày nào cũng lo lắng giống như lửa đốt, nhưng mà lại không có cách nào hết. Khóe môi của Mộ Dung Khanh hơi cong lên, thành công rồi. Tiểu thư Long gia nhắm mắt theo sát ở phía sau, Mộ Dung Khanh vui lòng xoa dịu, Long tiểu thư, chờ vương phi của bản vương đến đây. Nhất định sẽ giới thiệu cho ngươi. Tiểu thư Long gia gật gật đầu, trong mắt lại dâng lên cảm xúc mơ tưởng, được được, cảm ơn ngươi. Nàng ta và lão tướng quân không giống nhau, lão tướng quân không hỏi thế sự nhưng mà nàng ta thích nhất là nói chuyện thiên hạ, lúc Hạ Thương Mai ở Đại Chu, nàng ta đã nghe nói qua. Cô đã chữa khỏi bệnh thây ma và chữa khỏi bệnh cho Lương Vương, nghe nói là lúc đầu hoàng đế của Đại Chu sắp chết rồi, nhưng mà vẫn được cô cứu. Mộ Dung Khanh nhìn nàng ta, nữ tử này rất thú vị, chắc là Thương Mai sẽ thích. Chương 597, ta muốn nói chuyện với ngươi. Người ở mộc trại đang nhanh chóng di tản, việc sơ tán rất khó khăn vì có hàng trăm người bị bệnh không thể đi lại, chỉ có thể đưa đi. Cao Phụng Thiên gần như đã huy động hết toàn bộ người của mình, cũng mượn một số lực lượng của bạn bè ở giang hồ, cuộc di tản với quy mô lớn khiến dân làng ở mộc trại rất bất an. Bọn họ từng trải qua động đất, dịch bệnh nên thân kinh rất yếu đuối và nhạy cảm. Mọi người hỏi han tình hình thì Tô Mộc nói với họ bởi vì nguồn nước ở mộc trại bị nhiễm độc nên bắt buộc phải sơ tán. Nhưng mà, giấu cũng không được bao lâu, mọi người cũng không phải đồ ngốc. Hàng ngàn người không có nơi để cư trú, vì vậy thay vì xuống núi thì họ đi lên núi. Khoảng 20 dặm về phía tây mộc trại có một vài ngọn núi tương đối kín đáo tên là núi Lang Vĩ, có thể ẩn núp được, bởi vì ở nó không có dân cư nên tạm thời tào tập sẽ không tìm được. Người của Cao Phụng Thiên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn tại núi Lãng Vĩ, còn dựng trước lều trại. Khi họ sơ tán, quần áo, mền và các nhu yếu phẩm hàng ngày như song nồi đều được họ mang trên lưng. Vì vậy, lúc đến núi Lãng Vĩ thì có thể nấu ăn được. Dân làng nhìn thấy bọn họ đến núi sống thì trong lòng ít nhiều cũng hiểu, nếu nước ở mộc trại bị nhiễm độc thì triều đình chắc chắn sẽ bố trí chỗ ở cho họ. Nhưng mà, người của triều đình không xuất hiện, chỉ có Cao Phụng Thiên luôn thu xếp lo liệu cho họ. Cho dù có ngu xuẩn, có cách biệt với thế giới thì bọn họ cũng có thể đoán được triều đình không cần bọn họ, cho nên cũng không ai dám nghĩ tới chuyện sâu xa hơn. Vương Phi, hạ quan có thể nói với người mấy câu được không? Sau khi thu xếp ổn thỏa xong, Tô Mộc bước tới nói với Thương Mai. Thương Mai cũng vừa ngồi uống một hớp nước, đi suốt 20 dặm, từ sáng đến tối rồi từ tối đến đêm muộn, bởi vì có người bị bệnh nên trên đường đi chắc chắn sẽ mất thời gian. Nói đi tâm trạng Thương Mai không vui, nhìn dân làng khắp núi, tức giận không có chỗ bộc phát. Tô Mộc ngồi trên đất, sau khi hắn khỏi bệnh thì ốm đi không ít, sắc mặt tái nhợt, lần này hoàng thượng đuổi tận giết tuyệt, ta phải làm sao mới có thể bảo vệ được mạng sống của những bách tích này đây. Vẻ mặt của Tô Mộc rất nghiêm túc, một người lính như hắn,
sau khi động đất xảy ra đã vội đến Mộc Trại, vì người dân Mộc Trại mà dốc hết tâm huyết. Hắn cứu được rất nhiều người từ dưới đống gạch vụn mục nát, dưới đống đá rơi vương vãi, hắn luôn tưởng mình là người được triều đình tin tưởng cử xuống vùng thiên tai, bởi vì khi động đất xảy ra, cấp trên lập tức phái hắn đi. Nhưng mà không ngờ, khi tất cả đã ngừng cứu viện thì chỉ có một mình hắn ngốc nghếch đưa mọi người đi chữa thương, mà những gì hắn làm đều không có ích lợi gì cho triều đình, người mà hắn cứu về, hoàng thượng lại muốn giết chết. Những chuyện này đều nằm ngoài phạm vi tiếp nhận của hắn, hôm nay lúc di chuyển hắn cũng không nói một lời nào, trong lòng hắn rất khó chịu, bây giờ thu xếp ổn thỏa xong, hắn mới đến tìm Thương Mai. Hắn không muốn mắng hoàng đế vì điều đó là vô nghĩa, hắn chỉ muốn cứu mọi người, đã hơn một tháng kể từ sau trận động đất, lúc này hắn coi như đã là một thành viên của Mộc Trại. Thương Mai trầm mặc một lúc rồi nói, Tô Mộc, người chăm sóc mọi người nhé, ta phải xuống núi một chuyến. Người đi đâu? Tô Mộc lo lắng, người đi tìm Tân Đại Tướng Quân sao? Người không thể đi được, Tân Đại Tướng Quân là người của phái chủ chiến, nàng ta rất mong giao chiến. Tô Mộc, người nhìn những người phía sau người đi, Tào Tập sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra được chỗ này, bọn họ không có nơi nào để đi, ta chỉ có thể đi thử một lần. Trong mắt Thương Mai tràn đầy tức giận. Kiếp trước kiếp này cô đã trải qua rất nhiều chuyện, từ bác sĩ quân y mật vụ cho đến đích nữ tướng phủ, đủ mọi loại tranh đấu, cô cảm thấy tính khí của mình thật sự đã châm đi rất nhiều. Đã rất lâu rồi cô không tức giận đến như vậy, là tức giận đến hận không thể đi giết người. Linh Lợi từ phía sau đi đến nói, Vương Phi, ta sẽ đi cùng người. Thương Mai nói, không được, Linh Lợi, người ở lại đây động viên dân làng. Còn có, nghĩ cách liên lạc với Lão Vương gia, bảo ông ta giao chìa khóa vàng từ Đại Chu hoặc Đại Lương đến đây, nhất định phải nhanh lên, phải nắm chặt thời gian. Được, Linh Lợi trả lời dứt khoát, nàng ta tuân lệnh, vì vậy Thương Mai căn dặn, nàng ta liên dựa theo đó mà làm. Thương Mai bảo Linh Lợi ở đây trông chừng. Cô đến một con suối trên núi gần đó để tắm và thay quần áo, mặc dù không thể đảm bảo không mang theo mầm dịch, nhưng mà sạch sẽ một chút cũng tốt hơn. Tô Mộc sai một người lính đưa cô xuống núi, Thương Mai không biết đường đến Bắc Mạc, vì vậy phải có người đưa cô đi. Sau khi Thương Mai xuống núi, cô đi thẳng đến phủ của Tần Đại Tướng Quân. Đến cửa phủ, Thương Mai căn dặn người lính, ngươi trở về đi, ở đây không cần ngươi nữa. Vậy thì Vương Phi hãy cẩn thận, người lính nói. Ta biết rồi. Thương Mai nhảy xuống ngựa. Người gác cổng bước đến, quan sát Thương Mai, người tìm ai? Tân Đại Tướng Quân có ở nhà không? Thương Mai cột dây ngựa lại xong thì hỏi. Người tên gì? Để tiểu nhân đi vào thông báo một tiếng. Người gác cổng nói. Hạ Thương Mai, Thương Mai chắp tay. Người gác cổng giật mình, Hạ Thương Mai, nhiếp chính Vương Phi Đại Chu. Phải, Thương Mai đúng mực nói. Người gác cổng khom người, Vương Phi chờ một lát. Tiểu nhân lập tức đi thông báo ngay. Nói xong liền xoay người đi vào. Người gác cổng không quá coi trọng vị nhiếp chính Vương Phi này, nếu không thì hắn ta sẽ mời cô vào trước thay vì phải đứng đợi ở cửa. Thương Mai không để bụng lắm, bình tĩnh đứng đó. Một lúc sau, Tần Châu đích thân đi ra, nàng ta vốn định đến Mộc Trại, nhưng vì tổ phụ nàng ta sinh bệnh nên phải hoãn lại. Ngươi đến đây làm gì? Hôm nay Tần Châu mặc một chiếc áo choàng rộng rãi màu vàng kim, đội mão trên đầu. Chiếc châm cài bằng ngọc bích màu trắng, lông mày thanh thoát, gương mặt lạnh nhạt, môi mỏng mím chặt, ánh mắt lạnh lùng. Ta muốn nói chuyện với ngươi, Thương Mai nhìn nàng ta. Tần Châu cười khẩy, bổn tướng nghĩ không ra có chuyện gì để nói với ngươi. Bách tính ở Bắc Mạc, ngươi thật sự không quan tâm nữa sao? Thương Mai tiến lên bậc đá, ánh mắt sáng rực, kiềm chế cơn tức giận, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, lúc ta ở Đại Chu có nghe qua danh tiếng của ngươi. Ngươi chiến công hiển hách. Nắm trong tay binh quyền, quyền lực trên cả hoàng đế, người dân Bắc Mạc coi ngươi là anh hùng, thậm chí có nơi chỉ biết Tần Châu ngươi mà không biết hoàng đế. Tần Châu tức giận, ngươi nói những lời này là có ý gì? Ngươi đang muốn chia rẽ mối quan hệ giữa bổn tướng và hoàng thượng sao? Đừng nói ta gây chia rẽ, ngươi và hoàng đế Bắc Mạc vốn phải có xích mích mới đúng, bởi vì trong mắt hoàng đế Bắc Mạc chỉ có giang sơn, chỉ có tham vọng, không có bách tính, mà Tần Châu ngươi không phải. Buồn cười. Tần Châu cười khẩy, khuôn mặt giận dữ, nếu ngươi đến đây để nói với ta những chuyện hoang đường và buồn cười này, vậy thì ngươi nhầm rồi. Ngươi tung tin đồn thất thiệt về mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch để dân tị nạn tràn vào kinh thành, khiến kinh thành hỗn loạn, mục đích của ngươi đã đạt được, ngươi còn muốn lừa gạt bổn tướng quân sao? Ngươi có chút khôn vặt mà đòi đùa giỡn Bắc Mạc trong lòng bàn tay hả? Thật nực cười.
Tần Châu, Thương Mai nghiêm túc nói, cho tới bây giờ, người vẫn cảm thấy lời ta nói là giả. Người mù mắt hay không có trái tim, người cũng đã nhìn thấy dân tị nạn ở cửa thành, ta tùy tiện nói một câu mà bọn họ sẽ tràn vào kinh thành sao? Nếu hoàng đế đối xử tốt với họ, tích cực hợp tác xây dựng lại sau tai họa hoặc cử đại phu tiến vào vùng dịch để điều trị thì họ sẽ rời đi sao? Họ không thấy hy vọng, không đợi được cứu viện mới kéo vào kinh thành. Chương 598, chữa bệnh. Tần Châu chế giễu lại, người nói hoàng thượng đối xử tệ bạc với bọn họ, không phải hôm nay hoàng thượng đã hạ chỉ bố trí ổn thỏa cho bọn họ rồi sao? Người muốn khơi mào sự phẫn nộ của dân chúng để bọn họ hết hy vọng, muốn tới xúi dục bổn tướng quân. Hạ Thương Mai, người đã đánh giá thấp bổn tướng quân rồi. Thương Mai bật cười, nụ cười đây thê lương, không phải ta coi thường ngươi, mà là ta quá đánh giá cao ngươi. Ta vốn tưởng rằng đã là đại tướng quân của Bắc Mạc thì đầu óc cũng phải sáng suốt. Hoàng đế của các ngươi thật sự tối xử tử tế với dân tị nạn sao? Thật sự muốn bố trí ổn thỏa cho bọn họ sao? Ngươi lại muốn nói gì nữa? Đôi mắt Tần Châu tối lại, hung ác nhìn chằm chằm Thương Mai. Trong lòng nàng ta đã có linh tính không lành, bởi vì hoàng đế hạ chỉ nói muốn Tào Tập sắp xếp ổn thỏa cho tất cả dân tị nạn. Khắp An Thành, chuyện này vốn không hợp lý, bởi vì An Thành đã là một thành đổ nát, cho dù miễn cưỡng để người ở thì cũng không thể chứa được bao nhiêu người, hoàng đế nói sẽ phái đội chữa trị và lương thực tới. Bây giờ lương thực đang ở đâu? Đã trên đường đến biên cương rồi. Vì vậy, khi nàng ta nghe người gác cổng nói Hạ Thương Mai đến thì trong lòng đã cảm thấy không ổn. Nếu không nghĩ như vậy thì nàng ta đã không ra ngoài gặp Hạ Thương Mai rồi. Bây giờ nghe thấy những gì Thương Mai nói thì cảm giác bất an của nàng ta càng mãnh liệt hơn. Thương Mai tiến lên một bước, đang định nói thì có người từ trong phủ bước nhanh ra, ghé vào tai Tần Châu nói nhỏ vài câu, sắc mặt Tần Châu liền thay đổi, ngự y nói thế nào. Hạ nhân nói, ngự y kiến nghị cách ly, nhưng tình hình không ổn. Thương Mai nghe thấy từ cách ly, trong lòng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ là người của Tần Gia Tam Phòng đến? Cô biết Tần Gia Tam Phòng có người bị lây dịch, lẽ nào sau khi tin tức truyền ra ngoài thì người của Tần Gia Tam Phòng đã đến kinh thành rồi? Nếu người bệnh tiến vào kinh thành thì sẽ rất nguy hiểm. Tần Châu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thương Mai, được rồi, bổn tướng sẽ cho ngươi một cơ hội để nói chuyện với bổn tướng, nhưng mà ta có một điều kiện. Thương Mai biết rằng chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng ít nhất vẫn còn có cơ hội. Trong lòng cô rất bực bội, đây là chuyện của Bắc Mạc, mà cô là người của Đại Chu phải đi cầu xin người của Bắc Mạc. Nhẫn nại, cô là đại phu. Mà đại phu không nên bị hạn chế bởi thân phận của đất nước. Thương Mai theo nàng ta vào trong, phủ đại tướng quân nguy nga tráng lệ nhưng Thương Mai không có ý tâm trạng thưởng thức, đi dọc theo hành lang tiến vào hậu viện thì đến đình viện, đình viên hai tầng, mái ngói cong cong, ngói lưu ly tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tần Châu đi đến cửa thì dừng lại. Quay đầu lại nói với Thương Mai, tổ phụ bổn tướng bị bệnh, ngươi chữa trị cho ông ấy, nếu ngươi có thể chữa khỏi cho ông ấy thì hãy nói mục đích ngươi đến hôm nay. Thương Mai hơi sửng sốt, tổ phụ của nàng ta không phải chính là Tần lão tướng quân, thủ lĩnh của phái chủ chiến trước kia sao? Nhiễm bệnh, vừa nãy tên hạ nhân kia nói phải cách ly. Không phải là, nếu là, thì quá cẩu huyết rồi, hay nói cách khác là thiên kiếp luân hồi nha. Cô bình tĩnh bước vào cửa. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ quan phục màu xanh lam bước ra. Thương Mai nhìn vào quan phục mà ông ta mặc, chính xác là ngự y của Bắc Mạc. Ngự y hành lễ với Tần Châu, sau đó đánh giá Thương Mai. Ngự y, tổ phụ ta thế nào rồi? Tần Châu hỏi. Tình trạng không tốt lắm, mấy hôm nay luôn sốt cao, ho nhiều đờm, nhức đầu, tức ngực, đã uống thuốc nhưng tình trạng không cải thiện mấy. Ngự y nói. Tần Châu gật đầu, đây là Hạ Thương Mai. Nhiếp chính vương phi của Đại Chu. Ngự y có chút kinh ngạc, vội vàng chắp tay, hạ quan tham kiến vương phi Đại Chu. Ngự y đừng đa lễ. Thương Mai lịch sự hỏi, lão nhân gia bị bệnh gì? Vẻ mặt ngự y có chút khó xử, ánh mắt né tránh cái này. Y thuật của hạ quan không cao, cho tới nay vẫn chưa đoán ra được là bệnh gì. Ngự y lúng túng, nhưng Tần Châu lại rất dứt khoát, ban đầu nghi ngờ là bệnh dịch. Thương Mai nhìn nàng ta. Thấy đôi mắt dưới mái tóc đen của nàng lộ ra vẻ lạnh lùng, lại có chút thương cảm, xem ra cảm tình của nàng ta đối với vị tân lão tướng quân này cũng rất phức tạp. Thương Mai đi vào, lúc thấy hạ nhân đang đứng hầu hạ bên giường thì khẽ cau mày, nếu đã nghi ngờ là bệnh dịch thì trong phòng không nên có quá nhiều người. Cô nói với Tần Châu, người bảo những người này lui ra đi.
Tần Châu đang định lên tiếng thì một giọng nói già nua trầm thấp truyền đến phía sau tấm rèm, không được, những người này đều là người hầu hạ ta, bên cạnh lão phu phải có người của mình. Tần Châu vén rèm lên, nói tổ phụ, ta mời Hạ Thương Mai đến chữa bệnh cho người. Thương Mai nhìn vào trong thì thấy một ông già đang nằm trên giường, mắt đỏ rực, môi thâm đen, thực sự có mấy triệu chứng của bệnh dịch. Ông ta nghe nói người đó là Hạ Thương Mai thì lập tức tái mặt, tức giận nói, người của Đại Chu, bụng dạ khó lường, đuổi ra ngoài. Tần Châu lại lạnh lùng nói, tổ phụ phối hợp một lát, sẽ không quá lâu đâu. Nói xong, phớt lờ sự phản đối của Tần lão tướng quân, nàng ta nói với Thương Mai, người đến chữa trị cho ông ấy đi. Cút, Tần lão tướng quân tức giận mà phát ra một trận ho khan, tiếng ho này như muốn ho cả phổi ra ngoài, cả người đau đến co rụt người lại, đấm mạnh xuống giường. Thấy vậy, Thương Mai lấy túi kim châm từ trong tay áo ra, cô mang theo kim châm nhưng không mang theo hộp thuốc. Cô cũng lấy khẩu trang ra đeo vào, ngồi xuống bên mép giường, bấm huyệt cho Tần lão tướng quân, sau đó châm kim vào huyệt gần phổi. Trong phút chốc, cơn ho đã dứt, nhưng cơn ho này thật sự khiến lão tướng quân mất nửa cái mạng, ông ta thở hổn hển, vô lực phản kháng. Trong quá trình kiểm tra sơ lược, Thương Mai thấy các triệu chứng giống như bệnh dịch. Cô cũng hỏi những hầu hạ ở đây để đối chiếu với các triệu chứng của bệnh dịch. Cô đứng dậy nhìn Tần Châu, quả thật là bệnh dịch. Tần Châu mặt không đổi sắc hỏi, có thể chữa khỏi không? Thương Mai còn chưa lên tiếng thì Tần lão tướng quân đã tức giận nói, lão phu có chết cũng không muốn chó của Đại Chu chữa bệnh cho lão phu. Lão phu có chết cũng không để cho ngươi làm bẩn lão phu. Nghe vậy, Thương Mai vô cùng tức giận, lấy ra con dao găm mang theo bên người ném xuống giường. Nghiêm túc nói, được, người mau chết đi. Chết đi để đừng liên lụy đến người khác, ai muốn chữa bệnh cho ngươi hả? Ngươi sống hay chết thì có liên quan gì đến ta? Ngươi tưởng ngươi cao cao tại thượng, lập công cho Bắc Mạc thì mọi người đều phải cung phụng ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, điều bà đây khó chịu nhất chính là những người tự cao tự đại như ngươi. Bà đây thật không muốn chữa bệnh cho ngươi, nhưng là thầy thuốc, chẳng lẽ bị bệnh mà không chữa, ngươi tưởng bà đây vui vẻ lắm hả? Nếu ngươi muốn chết vậy thì chết đi, đỡ bẩn tay bà. Thương Mai ngày thường mang thân phận nhiếp chính vương phi nên cho dù có tức giận thì ít nhiều cũng sẽ cư xử đúng mực, coi như là cho Mộ Dung Khanh ít mặt mũi để người ta không nói vương phi của hắn là người thô tục. Nhưng mà, sau khi trải qua mấy ngày nay, lại thêm hôm nay rõ ràng là muốn đến bàn chuyện với Tần Châu, muốn giúp Bắc Mạc, nhưng lại giống như đang cầu xin bọn họ vậy, khẩu khí này thật sự nuốt không trôi, cho nên Tần Châu có muốn nói chuyện hay không thì tùy. Dù sao đây là phủ đại tướng quân, bọn họ cũng không thể bắt cô lại. Tần Châu có chút sửng sốt, kể từ khi gặp Thương Mai, nàng ta luôn cảm thấy cô là người đạo đức giả, đây là lần đầu tiên thấy cô tức giận như vậy. Nàng ta nhìn cô, thấy mặt mũi cô hầm hầm, mặt sưng lên, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ rực khiến nàng ta sững sờ trong giây lát. Chương 599, sợi dây sẹo. Tần lão tướng quân tức tới nỗi xém phun ra máu, ông ta đấm lên giường. Lớn tiếng hét, người đâu, đánh tên tiện nhân này ra ngoài cho lão phu. Lập tức có vài người đi vào, Tần Châu do dự một hồi, vẫn là lui ra, xem như là ngâm thừa nhận. Thương Mai lạnh lùng cười một tiếng, không cần, ta tự đi. Nói xong, cầm cây kim lên ném xuống đất, ngược lại lãng phí hết cây kim này của cô. Nhưng mà, Tần lão tướng quân làm sao để cô đi như vậy? Lập tức phất tay, kêu người động thủ. Thương Mai mặt lạnh băng. Trong mắt chứa đầy sự phẫn nộ, cô nhẹ nhàng sờ vào sợi dây sẹo, thị vệ áp sát cô không lui về sau, ngược lại còn tiến về phía trước. Tần Châu nhìn cô, chỉ thấy cô lạnh lùng cười một tiếng, vào lúc thị vệ ra tay, sợi dây sẹo trong tay lập tức bay ra, tạo ra một đường cong tuyệt đẹp trong không trung sau đó tự bay về hướng thị vệ. Tần Châu vốn dĩ rất hiếu kỳ đối với sợi dây không hề bắt mắt này, bây giờ nhìn thấy sợi dây sẹo có thể tự mình bay đi, càng cảm thấy kinh ngạc. Sợi dây sẹo xuyên qua mấy tên thị vệ, giống như một con rồng bay lượn, vô cùng linh hoạt, thị vệ căn bản không có cách nào tiếp cận Hạ Thương Mai, cứ bị sợi dây sẹo bám lấy. Tần Châu ra tay, dùng kiếm chỉ Thương Mai, kiếm khí mạnh mã. Thương Mai không tránh không né, chỉ là mỉm cười đáng sợ, lúc Tần Châu nhìn thấy nụ cười của cô, biết rằng bản thân phải chịu thiệt rồi. Quả nhiên, sợi dây sẹo vốn đang quấn lấy đám thị vệ, lại đột nhiên bám lấy kiếm của nàng ta. Cứ như thế cuốn lấy cổ tay của nàng ta. Nàng ta ngược lại bình tĩnh, bởi vì, bảo kiếm của nàng ta, được chế tạo từ huyên thiết Tây Vực, cực kỳ sắc bén, chém đứt cả sắt, đừng nói là một sợi dây, cho dù là một thanh sắt, cũng phải lập tức đứt gãy.
Cổ tay nàng ta giật một cái, tập trung tinh thần, vận khí đến mũi kiếm, sau đó cười lớn, đợi xem sợi dây sẹo đứt ra từng khúc. Chỉ nghe được vài tiếng loảng xoảng của kim loại, sợi dây sẹo bay trở về, quấn quanh cánh tay của Thương Mai, nhưng mà đầu dây dựng đứng lên, giống như đầu rắn tràn đầy khí thế, nhìn chằm chằm mấy tên thị vệ và Tần Châu. Tần Châu nhìn cây kiếm của mình, đau lòng muốn chết. Cây bảo kiếm sắc bén tỏa ra khí lạnh đó, lại biến thành một cây lược, hình dáng còn vô cùng đẹp, răng lược phân bố rất ngay ngắn, giống như là một món đồ nghệ thuật cố ý tạo ra. Trên đất, những mảnh sắt bị vỡ còn mang ánh sáng màu xanh nhạt. Mọi người đều kinh ngạc, cây bảo kiếm này có lai lịch rất lớn, là lúc Bắc Mạc Thái Tổ xây dựng Bắc Mạc, đi qua Tây Vực, được một người thợ nổi tiếng của Tây Vực tặng cho, sau đó dựa vào cây bảo kiếm này suốt đường đi chém giết quân đội Đại Đan lúc đó, lấy được thiên hạ. Vào thời Khang Đế, ban tặng cây bảo kiếm này cho Tần Lão Tướng Quân, Tần Lão Tướng Quân chuyển tặng cho Tần Châu. Nhưng mà, bây giờ lại biến thành một cây lược huyên thiết. Tần Châu cực kỳ đau lòng, nàng ta chỉ yêu thích mỗi cây bảo kiếm này, mỹ nhân yêu trang điểm, anh hùng yêu bảo kiếm, nàng ta không phải là mỹ nhân, nàng ta chỉ yêu bảo kiếm. Thương Mai nhặt lấy những mảnh vỡ huyền thiết trên đất, đưa cho Tần Châu, cả mặt vô tội nói, trả cho ngươi, đưa cho thợ rèn nung chảy rồi rèn lại, tuy là chưa chắc sẽ trở lại giống ban đầu, nhưng mà, ta có sợi dây sẹo, ngươi có kiếm sẹo, cũng không tệ. Tần Châu nhìn cô, trừng mắt nói, ngươi, ta đi đây. Thương Mai vui vẻ, nhìn thấy Tần Châu ra tay thăm dò, nàng ta ngược lại điềm tĩnh, chỉ ít nàng ta không còn thờ ơ nữa. Thương Mai sải bước ra đi, không hề để tâm đến cơn tức giận của Tần Châu và Tần Lão Tướng Quân. Tần Châu im lặng một hồi, chạy lên đó, ngăn cản Thương Mai. Ngươi biết không cản được ta mà, Thương Mai nhướng mày. Tần Châu nhịn nói, chữa bệnh trước. Ta là người Đại Chu, không phải là chó Đại Chu. Rõ ràng. Thương Mai vẫn rất để tâm câu nói của Lão Tướng Quân. Tần Châu híp mắt lại có chút ăn nói khép nép, đúng vậy, rõ ràng ngươi là người, không phải chó. Thương Mai cong môi lên, Tần Châu, ta có thể chữa bệnh cho tổ phụ ngươi, nhưng mà, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Không, chữa bệnh trước, Tần Châu kiên quyết nói. Cáo từ, Thương Mai xoay người, lại sải bước ra đi. Thương Mai nghe được tiếng thở dài cực nhỏ. Sau đó, Tần Châu nói, đi đến phòng của bổn tướng. Thương Mai mỉm cười, từ từ quay đầu lại nhìn nàng ta, tướng quân mời dẫn đường. Tiếng hét của Tần Lão Tướng Quân từ trong truyền ra ngoài, cháu đừng bị nó mê hoặc, người Đại Chu, không có người tốt. Mắt Thương Mai lạnh băng, ta thật muốn may lại cái mồm của ông ta. Tần Châu nhìn cô một cái, không nói gì, nhưng mà sắc mặt lại ôn hòa đi. Tần Châu dẫn Thương Mai đi ra cửa đình viện, quẹo trái vào hành lang. Bởi vì tâm trạng tốt hơn, Thương Mai bèn nhìn cảnh vật xung quanh. Hoa viên gần như không có hoa gì, đều trồng những cây ngô đồng cao lớn, đình đài lâu các rất ít khi nhìn thấy được, chỉ khi nhìn ra xa, mới nhìn thấy một ngọn núi giả và đình đài. Nơi đây rất rộng lớn, ngói lưu ly trùng trùng điệp điệp, hơn nữa còn rất đẹp, khiến cho người ta có cảm giác ngăn nắp gọn gàng. Đi tầm 3 phút, thì tới trước một tòa viện, Tần Châu đẩy cửa nói, vào đây. Thương Mai đi theo vào. Vừa vào cửa nhìn thấy một nơi luyện võ cực lớn, trước hành lang đặt 18 loại binh khí, không có cỏ cây, không khí lạnh lẽo bủa vây khắp nơi. Đi qua đình viện, vào trong sảnh, đồ dùng ở đây đều là gỗ chắc, dáng vẻ rất cổ, tường phía sau ghế thái sư đối diện cửa có treo một cây bảo kiếm, trên ghế thái sư có để một miếng đệm mềm, còn những ghế khác, sắp thành hai hàng, sắp xếp ngay ngắn. Ngồi, Tần Châu lạnh lùng phất tay, bản thân tự ngồi lên ghế thái sư trước. Thương Mai không hề khách khí ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nàng ta. Dáng ngồi của Tần Châu rất thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, cân xứng, sáng sủa, hàng mày đậm như kiếm, nét mặt phấn chấn, trải qua bao nhiêu năm trên chiến trường, khiến cho làn da nàng ta có màu sắc của mặt trời, thêm vào việc nàng ta mặc áo choàng, lại giống như nam nhân đầu đội mũ quan, khiến Thương Mai có ảo giác rằng nàng ta là một nam nhân. Nhưng mà, cũng chỉ là ảo giác thôi, bởi vì nàng ta không có yết hầu. Tần Châu là một nữ nhân thật sự. Ngươi muốn nói gì với bổn tướng? Tần Châu lên tiếng, âm thanh véo von. Thương Mai trấn tĩnh lại, vừa nãy nụ cười đắc ý ở khóe môi cũng thu hồi lại, nghiêm túc nói, ta đến từ núi Lang Vĩ, bá tánh của Mộc Trại đều đã rời đi rồi, ngươi có biết không? Tần Châu hơi ngơ ngác, rời đi. Sao lại rời đi? Không phải vẫn còn người bệnh sao? Các người đi đến nơi nào? Núi Lang Vĩ. Đúng vậy, chúng tôi đi đến núi Lang Vĩ. Bởi vì nơi đó kín đáo,
ta đến tìm ngươi, nói hành tung của mọi người cho ngươi biết. Thực ra rất mạo hiểm, bởi vì, ta không biết ngươi có giúp chúng tôi không, nếu như ngươi nói hành tung của bá tánh mộc trại cho Tào Tập nghe, bá tánh sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi rốt cuộc nói bậy cái gì đó? Tần Châu sau khi ngơ ngác, đôi mắt lại hiện lên sự giận dữ, Tào Tập bây giờ đang phụng chỉ lo cho dân bị nạn, ngươi lại dẫn dân bị nạn chạy mất, đây là đạo lý gì chứ? Ngươi còn muốn gây ra chuyện gì? Tên điều phụ này, sao lại náo loạn như thế? Thương Mai lạnh lùng đáp, đúng vậy, có chức vị vương phi tốt như vậy không cần, đến Bắc Mạc ngươi làm loạn, còn dẫn bá tánh đi đến nơi hoang dã nhịn đói, ngươi nói thử xem, tại sao ta phải làm như vậy? Chương 600, thuyết phục Tần Châu. Tần Châu lạnh lùng nói, ngươi có suy nghĩ gì, tự ngươi biết lấy, bổn tướng cũng không muốn nói ra, có những chuyện mọi người hiểu trong lòng là được, chỉ là có câu này, bổn tướng phải nói ra, có bổn tướng ở đây, bất kỳ âm mưu nào của ngươi cũng không thực hiện được, còn nữa, nếu như hôm nay ngươi đến tìm bổn tướng, chỉ là để nói lời nhảm, vậy thì không cần đâu. Thương Mai nhìn nàng ta, nhẹ nhàng lắc đầu, nói nhảm. Được, vậy xem như ta nói nhảm đi, nếu đã như vậy. Ta cũng không phiền nói nhảm thêm một chuyện cho ngươi nghe, Tào Tập sắp xếp cho tất cả dân bị nạn ở An Thành, nhưng mà, không có lương thực, không có đại phu, không có thuốc men, An Thành chỉ là một đống hoang tàn, vốn dĩ không cách nào chứa được nhiều người như vậy, những người này sau khi vào đó, thì sẽ không bước ra được nữa, thế giới này, thứ mà tàn bạo hơn tội ác chính là sự lạnh nhạt, là nhìn mà không thấy, anh hùng trong lòng của bá tánh Bắc Mạc như ngươi. Cứ tin tưởng hoàng đế các ngươi, tin tưởng hắn sẽ từ bỏ tấn công Đại Chu, bảo vệ bá tánh vùng thiên tai. Trong lòng Tần Châu đang dậy sóng cực lớn, nhưng mà mặt không có biểu cảm gì. Những lời Hạ Thương Mai nói, thực ra nàng ta đã từng nghĩ qua, nhưng nàng ta không dám nghĩ nhiều, bởi vì, đây thực sự là những chuyện khiến người khác rợn cả người. Nhưng mà, quan sát mọi thứ, suy đoán này là gần đúng nhất. Bởi vì vào lúc này, tăng thêm thuế má, để bá tánh thu hoạch sớm, lấy sạch những gì bá tánh có, số lương thực này, số ngân lượng này, cuối cùng sẽ đi về đâu? Bây giờ số lương thực được chuẩn bị xong đều đã vận chuyển đến biên cương, vậy thì, những người dân bị nạn ở An Thành, sẽ ăn gì đây? Sắc mặt nàng ta cuối cùng cũng thay đổi vài phần, sau đó vỗ bàn một cái, lớn tiếng hét lên, A Cảnh. Một bóng hình màu đen nhanh chóng đẩy cửa bước vào, chắp tay đứng đó, tướng quân. Lập tức đi điều tra xem hộ bộ có vận chuyển lương thực và thuốc men đến An Thành không? Xem thử hoàng thượng đã sắp xếp đại phu gì đến An Thành. Tần Châu hạ lệnh. Dạ, A Cảnh nhận lệnh, lui ra ngoài. Tần Châu nhìn chằm chằm Thương Mai, lạnh lùng nói, bổn tướng tạm thời tin ngươi một lần, cho người đi điều tra, nếu như phát hiện ngươi lừa gạt bổn tướng, cho dù ngươi có. Nàng ta nhìn sợi dây sẹo trên cánh tay Thương Mai một cái, cho dù có sợi dây thần đó trong tay, cũng đừng hòng ra khỏi phủ tướng quân. Thương Mai đáp, ngươi cứ đi điều tra đi. Tốt nhất điều tra mọi chuyện rõ ràng, ta chỉ sợ ngươi không điều tra, chỉ là, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, nếu như ngươi điều tra ra được mọi chuyện đúng như lời ta nói, ngươi sẽ làm gì? Tần Châu im lặng một hồi, trao chặt hàng mày, sẽ làm gì? Nàng ta không biết, nhưng mà, nếu như mọi chuyện giống như lời Hạ Thương Mai nói, nàng ta sẽ rất tức giận. Nhưng nàng ta có thể làm được gì? Thiên hạ khắp nơi là đất của hoàng đế. Nàng ta chỉ là thần tử. Tần Châu, từ cổ trung nghĩa khó vẹn toàn, là trung thành với hoàng đế, hay là hổ thẹn với bá tánh, ta không thể quyết định giúp cô, nhưng mà, làm người quan trọng nhất là không thẹn với lương tâm, chức vị đại tướng quân của ngươi, là do hoàng đế cho ngươi, còn về danh xưng anh hùng, là do bá tánh tin tưởng ngươi, dành tặng cho ngươi, ngươi không phụ lòng hoàng đế, thì sẽ có lỗi với bá tánh, không phụ lòng bá tánh, thì sẽ bất trung với hoàng đế của ngươi, lựa chọn ra sao, ta không nói nhiều, cũng không có quyền nói. Nhưng mà, ta hy vọng ngươi sẽ không đưa ra một quyết định khiến ngươi hối hận cả đời. Tần Châu nhìn cô, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng bất ngờ. Mắt Hạ Thương Mai trong trẻo, thẳng thắn, giống như khuyên răn đủ điều, lại giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại sao ngươi lại đến Bắc Mạc? Tần Châu sau khi im lặng một hồi, nhẹ giọng hỏi. Thương Mai cười khổ, nếu nói do bị các ngươi gạt tới, tin không? Thực ra, sau khi chúng tôi phát hiện các ngươi lừa gạt, chúng tôi có thể cứ thế mà đi, nhưng mà, chúng tôi không đi, có biết vì sao không? Vip sao? Tần Châu nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy môi cô cong lên, nở ra nụ cười khổ bất lực, cô bất lực chuyện gì chứ? Bởi vì, ta không có cách nào bỏ mặc sự sống, dọc đường đi tôi nhìn thấy những khu vực sau động đất, những bá tánh mất đi người thân, ánh mắt hoang mang,
cần sự giúp đỡ, những căn nhà sụp đổ, thi thể chất như núi, còn có những bệnh nhân trong cơn dịch cần sự cứu chữa, ta có thể đi sao? Đừng nói là biết các ngươi lừa gạt ta, cho dù trước mắt là nơi cực kỳ nguy hiểm, ta cũng sẽ không quay đầu, Tần Châu, cả đời người, có những thứ để theo đuổi cũng có thứ phải gánh vác, mỗi người đều có sứ mệnh của bản thân, ta là đại phu, chữa bệnh cứu người là sứ mệnh của ta, còn ngươi? Ngươi là Tần Châu bảo vệ đất nước ở trên chiến trường hay là đại tướng quân quỳ trước hoàng đế ở điện Kim Loan xưng thần? Sứ mệnh của ngươi là gì? Điều ngươi cần gánh vác là gì? Bình thường ta thực sự không muốn nói đạo lý với người khác, bởi vì ta cảm thấy điều ta nói thật ra rất nông cạn, tất cả mọi người đều có thể hiểu được, nhất là ngươi, một người đã ở trên chiến trường vào sinh ra tử hàng ngàn lần, thực ra ngươi hiểu rõ hơn ta. Ánh mắt chân thành của Thương Mai, khuôn mặt thê lương. Cả người Tần Châu run bật, lời của Thương Mai giống như một cây kiếm nhọn, đâm sâu vào tim của nàng ta, đâm xuyên vỏ bọc bên ngoài, đâm vào trái tim được bao bọc bên trong. Nàng ta nên trung quân hay là nên yêu dân? Thương Mai nhìn thấy nàng ta có chút rung động, tiếp tục nói, nếu như ngươi không thể làm gì, hôm nay ta sẽ không đến tìm ngươi, nhưng mà, trước mắt ở Bắc Mạc, có thể đối kháng với Hoàng đế, chỉ có ngươi, cho nên, Tần Châu, hôm nay không phải là Hạ Thương Mai ta đến tìm ngươi, mà là tất cả dân bị nạn của vùng thiên tai, là bá tánh của Bắc Mạc đến tìm ngươi, đến xin ngươi làm chủ cho họ. Tần Châu mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lại bị ánh nhìn của Thương Mai trấn tĩnh lại. Nhưng mà, nàng ta còn chưa đến mức mất hết lý trí, nàng ta trầm ngâm một hồi, đáp, ngươi là đại phu, ngươi nói sứ mệnh của ngươi là chữa bệnh cứu người, nhưng ngươi còn một thân phận khác, ngươi là vương phi của Nhiếp Chính Vương, Mộ Dung Khanh là phu quân của ngươi, cho dù ngươi không có dã tâm, không có ý đồ bất chính với Bắc Mạc, nhưng Mộ Dung Khanh thì sao? Hắn chưa chắc nghĩ giống ngươi. Hắn đường đường là Nhiếp Chính Vương của Đại Chu, bị gạt đến đây mà không làm gì cũng không rời đi, chịu ủy khuất như vậy, cũng là vì bá tánh Bắc Mạc. Bổn tướng không tin. Thương Mai thở dài một hơi, mẹ, tên cứng đầu Tần Châu này, đúng là ngoan cố cực kỳ. Cô cần một cây thuốc, mới nhịn được không giận dữ lên. Đại Chu ta tại sao lại muốn đánh Bắc Mạc các ngươi? Bởi vì các ngươi lấn biên giới, các ngươi có dã tâm, muốn nuốt chửng Giang Sơn Đại Chu, không có chuyện này. Ngươi cảm thấy Đại Chu cần phải đánh nhau với Bắc Mạc sao? Hễ có một tia hy vọng không cần phải khai chiến, Lão Thất cũng sẽ không bỏ qua, ngươi là võ tướng, chẳng lẽ không hiểu trong lòng Lão Thất nghĩ gì sao? Ta nói thẳng cho ngươi biết, Lão Thất đang liên lạc với phái chủ hòa bên Bắc Mạc, hy vọng hình thành một thế lực uy hiếp hoàng đế lui binh, cứu trợ, trị quốc, tạo phúc thực sự cho bá tánh Bắc Mạc. Tần Châu cười lạnh một tiếng, dựa vào Nhiếp Chính Vương của Đại Chu như hắn sao? Đã muốn liên lạc với phái chủ hòa của Bắc Mạc ta. Cho dù liên lạc được thì sao? Cho dù có một thế lực thì sao? Không có binh mã, ép hoàng thượng. Nàng ta mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thương Mai, cho nên, hôm nay ngươi đến đây tìm bổn tướng, là muốn bổn tướng giúp đỡ các ngươi. Đúng vậy, Thương Mai gật đầu mạnh mẽ. Nực cười, Tần Châu đập bàn đứng dậy, cười lạnh, các ngươi tính toán hay thật đấy, chỉ đáng tiếc, bổn tướng sẽ không bị các ngươi lợi dụng. Ta có phương thuốc chữa bệnh dịch, Thương Mai nhẹ nhàng nói. Má! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.